Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 537. Vũ Điêu Lang xoay chuyển ánh mắt, nói, bồi thường thì không cần, luân hồi chi chủ, ta có một chuyện nhỏ, muốn nhờ ngươi ra tay. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, giữa chúng ta ân oán, liền xóa bỏ, thậm chí ngươi cái kia thiên ma cổ bảo, ta đều có thể không muốn, đưa trả lại cho ngươi. Nghe vậy, Diệp thần khẽ giật mình, đây chẳng phải là nói, mình có thể được không hộ tâm tiên trì. Nhưng hắn biết, thế gian này, tuyệt đối không có chuyện tiện nghi như vậy. Vũ Điện Chủ, không biết là chuyện gì? Diệp thần hỏi. Vũ Điêu Lang nói, ta Chiêu Dương Hải Điện hắc triều cấm địa chỗ sâu, giam giữ lấy một cái đại nghịch bất đạo tù phạm, ta đã đưa hắn gân tay gân chân đánh gãy, đan điền tu vi phế bỏ, toàn thân xương cốt đánh vỡ, con mắt đâm mù, lỗ tai cắt đứt, răng đầu lưỡi cũng nhổ, nhưng cái này người có một kiện hộ thân thần khí hộ thể, ta nhưng thủy chung không thể giết chết hắn. Cái kia hộ thân thần khí, hắc hắc, chính là cùng ngươi thần giáp mệnh tinh có quan hệ, không thể không nói, luân hồi mệnh tinh thủ hộ oai, đích thật là khủng bố, thiên đế đều không thể dung chuyển. Nhưng, luân hồi chi chủ, nếu là ngươi ra tay, tất có thể đem cái kia tù phạm thần khí đánh vỡ, dù sao ngươi mới là luân hồi mệnh tinh chính chủ. Nghe vậy, Diệp thần nội tâm đại chấn, hỏi cùng ta thần giáp mệnh tinh có quan hệ. Thần giáp mệnh tinh, là luân hồi thất tinh đệ ngũ tinh. Này ngôi sao, dùng nghịch thiên lực phòng ngự xưng, luân hồi thần giáp cũng là biến hóa đa đoan, có thể phân tán lắp ráp thành tùy ý binh khí dụng cụ bảo hộ, phi thường cường hãn. Diệp thần nghe được Vũ Điêu Lang nói tới tù phạm, lại có một kiện cùng thần giáp mệnh tinh tương quan hộ thân thần khí, tất nhiên là vô cùng chấn động. Một bên Lạc Hạc Hiên, nghe được Vũ Điêu Lang lời về sau, cũng là vô cùng giật mình, a, là vị kia. Nguyên lai, hắn còn chưa có chết sao? Ta coi là Sơn thần đã hàng nộ, giết hắn. Vũ Điêu Lang nói, còn không có, cái kia nghịch tặc có thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ hộ thể, sơn thần thiên phạt đều không đủ dùng đưa hắn diệt sát, mệnh cứng rắn cực kỳ. Lạc Hạc Hiên nghiêm nghị nói, như thế, vậy thì thật là tốt thỉnh luân hồi chi chủ ra tay, hắn như ra tay, tất có thể phá mất cái kia phạm nhân hộ thân thần khí, giải quyết hết một cái tai họa ngầm. Diệp thần hết sức hiếu kỳ, hỏi các ngươi nói phạm nhân là ai? Vũ Điêu Lang nói, luân hồi chi chủ, cái này ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, tóm lại cái kia phạm nhân ngỗ nghịch sơn thần, bốc lên khinh thiên uy, đã có đường đến chỗ chết, ngươi giết chết hắn là được. Lạc Hạc Hiên cũng gật đầu nói, chính là, tại sơn thần giới, dám ngỗ nghịch sơn thần, cái kia chỉ có một con đường chết, coi như là nguyên thiên đế đại nhân, cũng phải cấp sơn thần mấy phần mặt mũi. Mạo phạm sơn thần, cùng cấp bốc lên khinh thiên uy, chỉ có một con đường chết. Luân hồi chi chủ, người giết chết cái kia phạm nhân về sau, ta sẽ hướng sư phụ bẩm báo, hắn tất có trọng thường. Vũ Tranh Âm nói, có thể là, phạm nhân bị giam giữ tại hắc triều cấm địa, chỗ kia hắc ám tầng tầng, luân hồi chi chủ đi, chẳng phải là. Vũ Điêu Lang nói, Tranh Âm, người sợ cái gì, phải tin tưởng luân hồi chi chủ thực lực. Dừng một chút, hắn lại hờ hững cười một tiếng, ha ha, luân hồi chi chủ, phạm nhân ngay tại hắc triều cấm địa bên trong. Đó là toàn bộ vạn tinh hải nhất hiểm ác địa phương, nhưng ta tin tưởng ngươi có năng lực ở bên trong sinh tồn, bất quá nếu là ngươi không cẩn thận chết rồi, cái kia nhưng không trách được ta. Lạc Hạc Hiên nói, vẫn là ta bồi luân hồi chi chủ cùng đi chứ. Vũ Điêu Lang cả kinh nói, Lạc đại nhân, tuyệt đối không thể. Lạc Hạc Hiên khoát khoát tay, nói, không sao, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút luân hồi chi chủ thủ đoạn. Diệp thần thấy Lạc Hạc Hiên nguyện ý cùng đi. Cảm thấy hơi định, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là bốc lên khinh thiên uy tù phạm, đến cùng là dáng dấp ra sao, như thế nào lại nắm giữ thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ. Lạc huynh, vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát, Diệp thần nói. Thương nghị cố định, Diệp thần đem tiểu cấm yêu thu hồi luân hồi mộ địa, sau đó liền cùng Lạc Hạc Hiên, tại Vũ Điêu Lang dẫn đầu dưới, đi tới hắc triều cấm địa lối vào. Tiểu cấm yêu trở lại luân hồi mộ địa. Liền theo đại hắc hùng biến trở về tiểu la bạc bộ dáng, trên thân còn mang theo xiềng xích, đó là Diệp thần đối với hắn trừng trị, hắn rất là ủy khuất. Ôi, tiểu la bạc thật đúng là tội nghiệp đâu, ai bảo ngươi không nghe ngươi phụ thân lời nói đâu. Tinh đạo long nữ xoa tiểu cấm yêu đầu, mỉm cười trêu chọc nói nói. Tiểu cấm yêu vừa mới kém chút giết chết Vũ Điêu Lang, cho Diệp thần chọc đại họa, hắn cũng biết mình sai, yên lặng cúi đầu. Diệp thần cùng Lạc Hạc Hiên. Đi tới hắc triều cấm địa lối vào,
trước mặt hai người là một cái vòng xoáy màu đen hình dáng không gian màn tre. Vũ Điêu Lang rất là lo lắng, hướng Lạc Hạc Hiên nói, Lạc đại nhân, người thì không nên đi à. Một phần vạn người xảy ra điều gì sai lầm. Lạc Hạc Hiên cười nói, không sao, có luân hồi chi chủ tại, không có nguy hiểm gì. Luân hồi chi chủ, mời. Diệp Thần nói, thỉnh. Ngay sau đó, hắn liền cùng Lạc Hạc Hiên cùng một chỗ, trực tiếp xuyên qua không gian màn tre, truyền tống đi tới Hắc Triều cấm địa. Xuyên qua không gian màn tre về sau, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là âm u khắp trốn đầm lầy phế tích, giữa thiên địa tràn ngập mục nát ẩm ướt khí tức, đầm lầy nước bùn bên trong có gì đó quái lạ sinh vật ẩn núp, vặn vẹo cá sấu, tê giác, cự kiến các loại, đầm lầy phía trên, còn có thật nhiều muỗi hút máu con, ong ong bay lượn rung động, trên bầu trời tình cờ có to lớn cánh chim bóng mở lướt ngang mà qua, truyền xuống to rõ ngâm rít gào. Nơi này chính là Hắc Triều cấm địa sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy nơi này tràn ngập hắc ám sâu lắng khí tức, 10 điểm đè nén. Lạc Hạc Hiên nói, đúng vậy, Hắc Triều cấm địa, truyền thuyết là năm đó Triều Thiên Sơn Thần, hư thối trái tim biến thành, đạo tâm của hắn đã từng hư thối qua, sau này mới khôi phục sinh cơ, nhưng cuối cùng vẫn lạc. Bất quá tại Nguyên Thiên Đế đại nhân chúc phúc dưới, Triều Thiên Sơn Thần đạt được ta chân lý sẽ một chút tín ngưỡng hương hỏa cung cấp, vạn năm trước đã dần dần khôi phục. Bây giờ là ta chân lý sẽ phía sau màn mạnh mẽ thần bí tồn tại, chỉ có Thiên Ung Hoàng trưởng lão có tư cách gặp mặt, liền sư phụ ta Địa Phủ Tà Quân, cũng không có tư cách nhìn thấy Sơn Thần chân linh. Nghe được Lạc Hạc Hiên, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, nguyên lai Triều Thiên Sơn Thần đã khôi phục, cái kia Hải Nguyệt Thần nữ đâu? Lạc Hạc Hiên ngẩn ngơ, chậm rãi lắc đầu nói, ai, oan nghiệt, không nói cũng được. Tóm lại, luân hồi chi chủ, chúng ta đi trước đem tội kia phạm giết. Ta lại dẫn người đi Tinh Không Thần Sơn. Diệp Thần im lặng, liền cùng Lạc Hạc Hiên đi tới Hắc Triều cấm địa chỗ sâu. Giá Hắc Triều cấm địa, là Triều Thiên Sơn Thần hư thối trái tim biến thành, khắp nơi lộ ra mục nát hắc ám khí tức, những khí tức này đối người tinh thần linh hồn, có to lớn trùng kích. Bất quá Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, tự nhiên không sợ. Mà Lạc Hạc Hiên, là chân lý sẽ thập đại chân truyền đệ tử một trong, cũng là Địa Phủ Tà Quân thân truyền đồ đệ. Hắn tự nhiên cũng có thủ đoạn, cũng không sợ hắc ám trùng kích. Chỉ bất quá, đầm lầy bên trong bò ẩn núp rất nhiều hung vật, lại là một cái uy hiếp. Diệp Thần có một cái rất đơn lệnh giản biện pháp, có thể hóa giải uy hiếp. Chỉ gặp hắn xuất ra Tuyết Hiên thần đăng, tại đèn trên thân xoa xoa, từng sợi Tuyết Hiên sương mù, liền theo miệng bình bên trong lộ ra, đưa hắn cùng Lạc Hạc Hiên thân thể, hoàn toàn bao phủ lại. Tại Tuyết Hiên sương mù bao phủ xuống, Diệp Thần cùng Lạc Hạc Hiên, thân hình hoàn toàn bị che đậy, không có dẫn tới bất luận cái gì hung vật chú ý, hai người ngay tại sương mù yểm hộ hạ tiến lên đường bình an không có chuyện gì. Lạc Hạc Hiên vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, thủ đoạn của ngươi, thật đúng là xảo diệu cực kỳ. Diệp Thần cười nói, tiểu đạo mà thôi. Tuyết Hiên thần đăng là thượng cổ yêu tổ thần khí, đáng tiếc mài mòn quá nghiêm trọng, đăng thần đã ngủ say. Bất quá thần đăng pháp bảo tự mang huyễn tuyết sương mù, còn có khả năng sử dụng, có mạnh mẽ che đẩy hiệu quả. Mượn Tuyết Hiên sương mù che lấp, Diệp Thần cùng Lạc Hạc Hiên không tiếp tục bị đến bất kỳ hung vật công kích, hai người hết sức thuận lợi đến đầm lầy chỗ sâu. Tại đây bên trong, Diệp Thần nhìn một người, bị từng đầu to bằng cánh tay lớn màu đen xích sắt, buộc chặt gông cùng xiềng xích tại hai gốc vặn vẹo đại thụ ở giữa. Người kia, đơn giản đã không thể xưng là người. Khả năng gọi quái vật phù hợp điểm. Tay của hắn tay chân, kinh mạch đều bị đánh gãy, hiện ra động vật chân đốt tư thái nằm dạp trên mặt đất, hắn một đôi mắt, trống rỗng, ánh mắt đã bị người đâm đi, miệng cũng là trống rỗng dương, răng đầu lưỡi đều bị nhổ xong, lỗ tai bị cắt đứt, toàn thân xương cốt vỡ vụn, thân thể hiện ra vặn vẹo tư thái, trong cơ thể cũng không có nửa điểm sóng linh khí, hết thảy tu vi đều bị phế sạch, bẩn thỉu như quái vật mềm rủ xuống trên mặt đất. Hắn hẳn là chân long tu thành hình người, là long tộc, bởi vì Diệp Thần thấy, hắn cái trán có bị đánh gãy long giác. Diệp Thần nhìn thấy người kia, lập tức lấy làm kinh hãi. Không hề nghi ngờ, người này, liền là Vũ Điêu Lang trong miệng nói tới, ngỗ nghịch sơn thần, bốc lên khinh thiên uy tội phạm. Cái này tù phạm, bị giày vò đến lợi hại như thế, đan điền tu vi lại toàn bộ phế bỏ, bị giam giữ tại Hắc Triều cấm địa này loại hư thối hung lệ địa phương. Hắn thế mà có thể còn sống sót, thậm chí chung quanh không có bất kỳ cái gì hung vật tới gần quấy rầy,
thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn kỹ lại, liền có thể thấy trên thân thể người nọ, quanh quẩn lấy một vệt nhàn nhạt thanh quang, cái kia thanh quang như một đầu thanh long, vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Tựa hồ liền là cái kia một luồng thanh quang, bảo vệ được tính mạng của hắn, lui tránh hắc ám, duy trì sinh cơ, coi như thụ thương tra tấn cực nặng, nhưng trên thân tuyến thời gian thế mà nửa cái bất diệt, thật là kinh người. Nếu là hắn không mạo phạm sơn thần, hắn có lẽ vẫn là vạn tinh hải chí cao chúa tể. Lạc Hạc Hiên thở dài một tiếng, thì thào nói ra. Vạn tinh hải chí cao chúa tể. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía tội kia phạm khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Trước đó tại Long Hải Thần Cung, Long Hải Thần Vương từng triệu hồi ra một cái kiếm trận, cái kia kiếm trận có thiên đế đại pháp tướng khí tượng hiển hiện. Giờ phút này, Diệp Thần chỉ cảm thấy tội kia phạm khuôn mặt, thế mà cùng ngày đó đế pháp tướng, giống nhau y hệt, thậm chí có thể nói là cùng một người. Một cái thiên đế, là thế nào luân lạc tới biến thành tù nhân, vẫn là như thế một bộ quái vật bộ dáng. Diệp Thần chấn kinh, hắn biết nhất định có bí ẩn gì, là chính mình không có dòm nhìn thấy. Lạc Hạc Hiên chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, Vạn Tinh Hải đã từng là một cái thống nhất thế giới, chí cao chúa tể giả, gọi Thiêu Dực Dỡ Tinh, tôn hiệu Tinh Hải Long Đế. Sau này Tinh Hải Long Đế, ngỗ nghịch Sơn Thần ý chí, hắn bị Sơn Thần hạ xuống nguyền rủa, biến thành tù nhân, Vạn Tinh Hải cũng phân liệt thành tam phương thế lực, chính là Chiêu Dương Hải Điện, Thanh Thủy Cốc cùng Long Hải Thần Cung. Tinh Hải Long Đế liền bị giam giữ tại Chiêu Dương Hải Điện cấm địa bên trong, ta cho là hắn đã bị giết chết, không nghĩ tới như thế mệnh cứng rắn, thế mà sống đến bây giờ. Diệp Thần ngẩn ngơ, trầm mặc, hắn thấy đã từng Tinh Hải Long Đế, thực lực mạnh phi thường, so với bình thường thiên đế muốn cường hãn rất nhiều, nhưng cuối cùng, hắn cũng ngăn không được Sơn Thần hàng phạt cùng nguyền rủa, theo thiên đế biến thành tù nhân. Vị kia Triều Thiên Sơn Thần, thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Lại có thể dễ dàng nhường một cái thiên đế, biến thành tù nhân. Lạc Hạc Hiên, là ngươi sao? Nữ nhi của ta ở nơi nào, mau đưa nữ nhi của ta trả lại. Các ngươi một đám lòng lang dạ sói đồ vật, nữ nhi của ta năm đó còn nhỏ như vậy à? Các ngươi muốn đem nàng hiến cho Sơn Thần, nàng tuổi nhỏ như thế, liền bị lãng phí, các ngươi còn là người sao? Bỗng nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm tức giận, theo trong hư không nổ tung mà lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh âm này, đang tới từ Tinh Hải Long Đế Tiêu Rực Rỡ Tinh phương hướng. Tinh Hải Long Đế xương cổ, sớm bị đánh nát, đầu lưỡi cũng bị nhổ, vô pháp phát ra tiếng. Thanh âm này, là hắn linh hồn, cùng hư không va chạm, bắn ra gầm thét, chấn nhân tâm phách. Thân thể của hắn rung động, giấy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, miễn cưỡng ngồi xếp bằng, một đôi trống rỗng hốc mắt, đang mang theo vô cùng oán độc giận giữ vẻ mặt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Lạc Hạc Hiên. Diệp Thần nghe nói vừa mới Tinh Hải Long Đế lời nói, như bị sét đánh, lui ra phía sau một bước, kinh ngạc nhìn xem Lạc Hạc Hiên, hỏi, Lạc Huynh, đây là có chuyện gì? Ngươi nói Tinh Hải Long Đế, ngỗ nghịch Sơn Thần, việc này sau lưng có ẩn tình khác. Lạc Hạc Hiên lắc lắc đầu nói, không có gì ẩn tình, liền là năm đó Tinh Hải Long Đế nữ nhi Tiêu Mộng Ly, nhưng thật ra là Hải Nguyệt Thần nữ chuyển thế. Hải Nguyệt Thần thực nữ, chính là Triều Thiên Sơn Thần thê tử. Sơn Thần khôi phục về sau, mong muốn nối lại tiền duyên, liền muốn tiếp Tiêu Mộng Ly đi Tinh Không Thần Sơn, đây là thiên đại chúc phúc cùng ân chú ý, nhưng Tinh Hải Long Đế lại nhất định không chịu, ta chân lý sẽ ra mặt nhiều lần thuyết phục, hắn còn không chịu khiến cho hắn nữ nhi rời đi. Đến cuối cùng, Sơn Thần phẫn nộ, giáng xuống nguyền rủa trừng phạt, hắn triệt để biến thành tù nhân, hắn nữ nhi cũng bị mang đi. Cùng Sơn Thần lại nối tiếp uyên ương, đó không phải là rất tốt sao? Diệp Thần cực kỳ chấn động, lúc trước hắn liền thấy, Hải Nguyệt Thần nữ cũng chưa chết tuyệt, khả năng còn sống. Bây giờ nghe Lạc Hạc Hiên, hắn mới xác định, nguyên lai Hải Nguyệt Thần nữ thật không có vẫn diệt, chẳng qua là chuyển thế hóa thành Tinh Hải Long Đế nữ nhi Tiêu Mộng Ly, tại khi còn nhỏ được đưa tới Tinh Không Thần Sơn, lại thành Sơn Thần thê tử. Diệp Thần kinh ngạc nói, có thể là, nghe Tinh Hải Long Đế nói. Năm đó cái kia Tiêu Mộng Ly, Hải Nguyệt Thần nữ chuyển thế, tựa hồ tuổi tác còn phi thường nhỏ a. Lạc Hạc Hiên lắc đầu nói, tuổi tác không trọng yếu, có thể trở thành Sơn Thần thê tử, là cơ duyên của nàng cùng phúc phận, nàng hẳn là muốn trân quý. Này Tinh Hải Long Đế, mặc kệ nữ nhi tương lai, khăng khăng ngỗ nghịch Sơn Thần pháp chỉ,
chết không có gì đáng tiếc, luân hồi chi chủ, ngươi liền ra tay, đưa hắn giết chết là được. Giải quyết cái này người, sư phụ ta cùng Sơn Thần đại nhân, đối ngươi tất có trọng thưởng. Tinh Hải Long Đế vì tù nhân, bị tra tấn thành phế nhân, nhưng trên người có một luồng thanh long thanh quang vờn quanh hộ thể, đó là hắn đặc thù hộ thân thần khí, cùng thần giáp mệnh tinh có quan hệ, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Lạc Hạc Hiên thấy Tinh Hải Long Đế trên người hộ thể thanh quang, liền biết lợi hại, biết coi như mình toàn lực ra tay, cũng không có khả năng giết chết Tinh Hải Long Đế, chỉ có Diệp Thần ra tay, mới có diệt sát khả năng. Dù sao Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, mới là thần giáp mệnh tinh chính chủ, hắn ra tay, Tinh Hải Long Đế hộ thể thần khí, tuyệt đối ngăn không được hắn uy nghiêm. Diệp Thần cau mày nói, Lạc huynh, ngươi cảm thấy Tinh Hải Long Đế, thật sự có sai có tội sao? Lạc Hạc Hiên ngẩn ngơ, có chút đắng chát lắc đầu nói, ta không biết, luân hồi chi chủ, kỳ thật tại ta nội tâm, cũng cảm thấy hắn có chút oan uổng. Nhưng sư phụ ta cùng Sơn Thần đại nhân, đều muốn giết hắn, ta cũng không thay đổi được cái gì. Ai, thật sự là oan nghiệt, chỉ có thể nói người sống một đời, khắp nơi không khỏi mình, người mau mau ra tay, đem hắn giết chết chính là, suy nghĩ nhiều vô ích, một phần vạn ảnh hưởng đạo tâm sẽ không tốt. Chỉ nghe Tinh Hải Long Đế cười ha ha, nói, nguyên lai là luân hồi chi chủ đến rồi. Rất tốt, ta nghe nói luân hồi chi chủ là quân tử người, người chấp trưởng luân trật tự, làm rõ sai trái. Luân hồi chi chủ, người lại nói, Sơn Thần muốn bắt đi nữ nhi của ta, xung làm thê tử, ta không chịu, hắn liền muốn giết ta, sai lầm tại ta, vẫn là tại hắn. Chân chính có tội người, là ai? Diệp Thần yên lặng một thoáng. Liền nói, tội tại Sơn Thần, Tinh Hải Long Đế, ngươi. Một bên Lạc Hạc Hiên, nghe được Diệp Thần, lập tức dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng che lại Diệp Thần miệng, cắt ngang hắn nói chuyện, trừng to mắt nói. Luân hồi chi chủ, ngươi điên rồi, ngươi dám mạo phạm Sơn Thần. Tội tại Sơn Thần bốn chữ này, ngươi cũng dám nói ra, nếu như bị Sơn Thần đại nhân bắt được, ngươi liền chết chắc, hắn sẽ lập tức hàng phạt diệt sát ngươi. Hắn trong tiếng nói. Đối cái kia Sơn Thần tràn đầy kính sợ ý sợ hãi, rõ ràng vị kia Triều Thiên Sơn Thần, uy nghiêm vô cùng đáng sợ, hắn là hoàn toàn không dám có chút đắc tội. Diệp Thần lắc đầu nói, ta đạo tâm ngay ngắn, không thẹn với lương tâm, không sợ bất luận cái gì thiên phạt, chính là tội tại Sơn Thần, Tinh Hải Long Đế không sai, ta sẽ không giết hắn. Lạc Hạc Hiên dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra, liên tiếp lui về phía sau, nói, ngươi. Ngươi còn nói, ngươi nhất định phải chết. Sơn Thần đại nhân khẳng định nghe được, coi như ngươi là luân hồi chi chủ, hắn sẽ không công nhiên hàng phạt ngươi, nhưng hắn là tinh không tranh bá thi đấu quan chủ khảo, nếu là ngươi đi dự thi, hắn không được chơi chết ngươi. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói, này Sơn Thần, vẫn là tinh không tranh bá thi đấu quan chủ khảo. Lần này, lập tức nhường Diệp Thần thấy khó giải quyết. Vừa mới hắn trong lời nói, đối Sơn Thần tràn ngập bất kính, thậm chí nói tội tại Sơn Thần. Sơn Thần nhất định có thể nghe được, một khi chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, là chủ giám khảo Sơn Thần, sợ rằng sẽ khắp nơi làm khó dễ hắn, thậm chí ám sát cũng khó nói. Chỉ nghe Tinh Hải Long Đế cười ha ha, nói, luân hồi chi chủ, người sợ hãi Sơn Thần rồi. Diệp Thần nói, tâm ta không sợ, chỉ bất quá bị cố ý làm khó dễ, đó còn là hết sức phiền toái. Nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn là câu nói này, tội tại Sơn Thần. Tinh Hải Long Đế, ngươi vô tội, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Tinh Hải Long Đế cười ha ha, nói, rất tốt, rất tốt. Luân hồi chi chủ, ngươi quả nhiên là thiên nhân chi tư, ta có thể khâm phục phục ngươi, tốt nhất ngươi có thể đem Sơn Thần giết, trên người ta nhân quả luật nguyền rủa liền có thể cởi ra, ta tu vi có thể khôi phục, đến lúc đó, ta nhất định cùng nữ nhi của ta bái nhập ngươi luân hồi trận doanh dưới cờ, vĩnh viễn tùy tùng cước bộ của ngươi. Tinh Hải Long Đế là thiên đế, pháp tắc nội tình là thập phần cường đại, chỉ cần bất tử, coi như bị phế sạch đan điền, đánh gãy gân tay gân chân, hắn đều có thể khôi phục. Nhưng vấn đề là, hắn lọt vào Sơn Thần nguyền rủa, cho nên không thể khôi phục. Chỉ cần Diệp Thần đem Sơn Thần giết, nguyền rủa giải trừ, hắn liền có thể khôi phục thiên đế thực lực, thậm chí phá rồi lại lập, vượt xa dĩ vãng cũng không nhất định. Lạc Hạc Hiên giật nảy mình, toàn thân lạnh cóng. Hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người đã vừa mới mạo phạm Sơn Thần, cũng đừng nghe này Tinh Hải Long Đế nổi điên, còn nói muốn cái gì giết chết Sơn Thần,
ngươi nếu là có sát tâm, Sơn Thần sẽ lập tức trước hết giết ngươi. Diệp Thần ừ một tiếng, cũng không muốn tại Lạc Hạc Hiên trước mặt, biểu hiện quá nhiều, nhân tiện nói, Lạc huynh yên tâm, chỉ cần Sơn Thần không cố ý làm khó dễ ta, ta liền sẽ không đối địch với hắn. Đến mức Tinh Hải Long Đế, ta sẽ không giết hắn, biến thậm chí phải cứu hắn ra ngoài, hắn là vô tội. Nói xong, Diệp Thần liền nhanh chân tiến lên trước, muốn đi giải cứu Tinh Hải Long Đế. Lạc Hạc Hiên cực kỳ kinh hãi, vội vàng ngăn cản Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể. Ngươi coi như không giết người, cũng không thể đem hắn thả ra. Diệp Thần nói, ta lại phải thả người, ngươi tránh ra. Lạc Hạc Hiên cắn răng nói, không nên không nên, luân hồi chi chủ, ngươi không thể làm như thế, này Tinh Hải Long Đế đắc tội Sơn Thần, hắn phải chết, ngươi ở trước mặt ta, thả hắn, này sai lầm ta không đảm đương nổi. Diệp Thần trầm giọng nói, ngươi tránh ra. Lạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, vẫn là ngăn ở Diệp Thần trước mặt, không có nhường ra ý tứ. Diệp Thần ai một tiếng, nói, Lạc huynh, cái kia đắc tội. Diệp Thần bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, hướng về Lạc Hạc Hiên lồng ngực đánh tới. Lạc Hạc Hiên lấy làm kinh hãi, hắn là chân lý sẽ thập đại chân truyền đệ tử một trong, xếp tại thứ 8, thực lực có chút mạnh mẽ, đã đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong, lần này cũng là chuẩn bị tham gia tinh không tranh bá thi đấu. Thấy Diệp Thần một chưởng gào thét mà tới, Lạc Hạc Hiên cũng vội vàng vận công, một chưởng trở tay đánh ra. Phịch một tiếng, hai người song chưởng giao kích, Lạc Hạc Hiên tay cầm, lại đột nhiên bị Diệp Thần tay cầm dính chặt, vô pháp rút về. Tiếp theo sát, Lạc Hạc Hiên càng là thấy, trong cơ thể mình linh khí, không bị khống chế như thiếu đê, điên cuồng hướng Diệp Thần dũng mãnh lao tới. A, à, là trộm tinh đại pháp, viễn cổ cấm kỵ, người sao lại thế? Lạc Hạc Hiên cực kỳ kinh hãi, liền thấy Diệp Thần thi triển thuật pháp, chính là thời đại viễn cổ, đã thất truyền trộm tinh đại pháp, có thể hấp thụ cơ thể người tu vi linh khí, 10 điểm bá đạo hung mãnh. Hắn chỉ cảm thấy mình trong đan điền linh khí, phát triển mạnh mẽ, muốn toàn bộ bị Diệp Thần hấp thu, đầu lập tức liền chóng mặt, khí huyết cấp tốc bị rút lấy nghiền ép, da thịt dùng con mắt tốc độ rõ rệt khô quắt khô héo đi. A, à, tiểu gia hỏa, ngươi lúc nào thì học xong trộm tinh đại pháp, ta còn không có dạy cho ngươi a. Luân hồi mộ địa bên trong, Tinh Đạo Long Nữ nhìn thấy một màn này, cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần có thể thi triển ra trộm tinh đại pháp. Diệp Thần mỉm cười, nói ra tiền bối, ta nhìn ngươi thi triển qua, chính mình suy nghĩ một thoáng, liền đại khái lĩnh ngộ ra thô thiển trộm tinh pháp môn, bất quá còn không phải tinh túy, về sau vẫn phải ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới được. Diệp Thần ngộ tính thiên phú cực cao, trước đó xem Tinh Đạo Long Nữ thi triển qua trộm tinh đại pháp, hắn liền lưu tâm lĩnh hội, hiện tại mình đã có thể lục lọi ra một chút bí quyết, mặc dù còn không có nắm giữ chân chính tinh túy áo nghĩa, nhưng muốn hấp thụ nghiền ép Lạc Hạc Hiên linh khí, cái kia là hoàn toàn đầy đủ. Lạc Hạc Hiên bỗng nhiên lọt vào Diệp Thần công kích, không có phòng bị, bất ngờ không đề phòng, linh khí bị đánh cắp, đã tới không kịp giãy giụa. Bất quá, Diệp Thần cũng không có hút khô hắn ý tứ, hắn cũng không muốn thương tổn Lạc Hạc Hiên, đang hấp thụ hắn bộ phận khí huyết về sau, Diệp Thần liền buông lỏng tay ra. Bịch! Lạc Hạc Hiên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, thở hổn hển, toàn thân khí huyết hao tổn rất lớn, trái tim đập bịch bịch, lại là hoảng sợ lại là cảm kích nhìn Diệp Thần. Diệp Thần là hạ thủ lưu tình, bằng không vừa mới nếu là kéo dài thi triển trộm tinh đại pháp, hắn muốn bị hút khô hóa thành khô thi. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, thủ đoạn cao cường, thủ đoạn cao cường. Tinh Hải Long Đế thấy được, liên tục cười to, càng là bội phục Diệp Thần thủ đoạn. Diệp Thần đánh ngã Lạc Hạc Hiên về sau, liền không có bất kỳ cái gì ngăn trở, nhanh chân đi đến Tinh Hải Long Đế trước mặt, chỉ thấy buộc chặt lấy hắn thân thể xích sắt, tựa hồ bao phủ một tầng kiên cố cấm chế, thoạt nhìn không dễ phá vỡ. Này xích sắt mang theo Sơn Thần bày ra cấm chế, ngươi có thể chặt đứt hay không? Tinh Hải Long Đế hỏi. Diệp Thần gật đầu nói, cái kia rất dễ dàng. Chanh một tiếng, Diệp Thần rút ra một thanh đao, đó là thế gian sắc bén nhất thôn vũ đao, lăng lệ hàn mang lập lòe, Diệp Thần vung đao một chảm, chanh một tiếng, chém sắt như chém bùn, xích sắt kia liền bị hắn chặt đứt. Hắn khoái đao vung chảm, rất nhanh liền đem Tinh Hải Long Đế trên người xích sắt, toàn bộ chém xuống tới. Lạc Hạc Hiên ở bên thấy cảnh này, kêu khổ liên tục. Diệp Thần ở ngay trước mặt hắn, cứu Tinh Hải Long Đế, chờ Sơn Thần trách tội xuống,
hắn tội lỗi không nhẹ, không biết phải đối mặt cái gì trừng phạt. Gông cùm xiềng xích tinh hải long đế xích sắt, đã toàn bộ bị chém đứt, nhưng hắn vẫn là mềm rủ xuống trên mặt đất, vô pháp đứng dậy, bởi vì hắn đan điền sớm đã bị phế bỏ, tay tay chân chân kinh mạch cũng toàn bộ bị chém đứt. Diệp thần liền nghĩ ra tay cứu trị, tinh hải long đế cười hắc hắc nói, luân hồi chi chủ, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thật phải cứu ta sao? Ngươi bây giờ thả ra ta, thậm chí cứu ta ra ngoài, vậy liền triệt để đắc tội sơn thần. Một khi sơn thần hàng nộ, đó là sắp biến thiên, người rất có thể phải gặp tội mà chết. Nghe được tinh hải long đế, Diệp thần lại lạnh nhạt nói, ta đã quyết định xuất thủ cứu ngươi, liền sẽ không e ngại cái gì hàng nộ, ta Diệp thần làm việc, chỉ tuân theo đạo tâm. Nói xong, hắn liền tế ra một chút thiên tài địa bảo cùng dược thảo, dùng thiên hỏa mệnh tinh hòa tan, hóa thành một đoàn dư thừa năng lượng, quán trú vào tinh hải long đế trong thân thể, trợ giúp hắn chữa trị đứt gãy kinh mạch. Lại điều động xương chi thạch chiếc nhẫn năng lượng, giúp hắn tái tạo xương cốt, chẳng qua là hắn bị phế sạch tu vi, quanh quẩn lấy một tầng hắc ám nguyền rủa, đó là sơn thần bày ra nguyền rủa, Diệp thần vô pháp hóa giải. Tinh hải long đế cuối cùng có thể đứng dậy, hắn cười ha ha, không còn là dùng linh hồn phát ra tiếng, có thể theo trong cổ họng phát ra âm thanh, hai mắt cũng hồi phục thị lực, nói, ha ha ha, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu mạng. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Tại sơn thần giới địa bàn, thế mà liên sơn thần còn không sợ, vô pháp vô thiên. Coi như nguyên thiên đế nhìn thấy sơn thần, đều phải xưng hô một tiếng chí tôn. Tại Diệp thần trị liệu xong, tinh hải long đế thân thể khôi phục rất nhiều, liền là bị phế sạch tu vi, vô pháp khôi phục, bởi vì có sơn thần nguyền rủa, trừ phi đem sơn thần giết, bằng không hắn vô pháp một lần nữa quật khởi. Lạc Hạc Hiên không ngừng kêu khổ, áo não nói, luân hồi chi chủ. Ngươi thả tinh hải long đế, thậm chí ra tay cứu trị, có thể khổ ta, chờ sơn thần đại nhân biết, hắn nhất định sẽ giết chết ta, sư phụ đều không gánh nổi ta. Diệp thần nói, vậy ngươi cùng ở bên cạnh ta chính là, có ta ở đây, sơn thần không gây thương tổn ngươi. Tuy nói Diệp thần mặt ngoài tu vi, chỉ có thần đạo cảnh 9 tầng trời sơ giai, nhưng hắn có vô số át chủ bài cùng thủ đoạn, nếu như sơn thần thật muốn hàng nộ, hắn cũng không sợ, một dạng có đối phó kế sách. Hoàn toàn có thể đối kháng. Tốt, 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 luân hồi chi chủ, thật là khí phách. Ha ha ha, ta tiêu rực rỡ tinh, về sau liền tùy tùng ngươi. Tinh hải long đế cười to, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, đối Diệp thần quyết đoán vô cùng bội phục. Diệp thần đánh giá tinh hải long đế, nhìn thấy trên người hắn bao quanh một luồng thanh quang, trong lòng khẽ động, hỏi tinh hải long đế, trên người ngươi thủ hộ thần ánh sáng, là cái gì? Cái kia thanh quang như rồng vần quanh, thủy chung bảo hộ lấy tinh hải long đế mệnh mạch, khiến cho hắn coi như gặp nghịch thiên tra tấn khổ sở, tuyến thời gian cũng chưa từng ma diệt một chút. Tinh hải long đế cười hắc hắc, tế ra một khối xanh mờ mờ mảnh vỡ, nói chính là thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ một trong, thanh long mảnh vỡ, hắc hắc, nói đến, đây cũng là luân hồi chi chủ ngươi đồ vật. Diệp thần tập trung nhìn vào, liền thấy tinh hải long đế móc ra mảnh vỡ, như một khối ôn nhuận ngọc bội. Phía trên có một đầu thanh long hoa văn trang sức, hoa mỹ bên trong mang theo một vệt cổ điển ôn nhuận, hắn hỏi, đây là? Tinh hải long đế cười nói, truyền thuyết thần giáp mệnh tinh có tứ tượng vần quanh, tả thanh long, phải bạch hổ, bên trên chu tước, hạ huyền vũ, tứ tượng tuần hoàn, hình thành thiên đạo luân hồi thủ hộ, vì vậy thần giáp mệnh tinh đại biểu cho thế gian mạnh nhất phòng ngự, tứ tượng sinh sinh bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Đã từng, thần giáp mệnh tinh ở trên trời sao nở rộ qua hào quang. Nhưng sau này lại dập tắt, theo cái kia tinh thần bên trên rớt xuống rất nhiều mảnh vỡ, trong đó lợi hại nhất mảnh vỡ có 4 khối, chính là thanh long mảnh vỡ, bạch hổ mảnh vỡ, chu tước mảnh vỡ, huyền vũ mảnh vỡ. Này tứ tượng mảnh vỡ, mỗi một khối đều ẩn chứa thần giáp mệnh tinh hạch tâm nội tình năng lượng, người bình thường đạt được, có thể nghịch thiên cải mệnh, đến thần giáp thủ hộ, vĩnh hằng bất hủ. Năm đó ta đăng cơ xưng đế thời điểm, nữ nhi vừa ra đời. Nàng xuất sinh có đại khí tượng, mà lại phối hợp lấy một khối thanh long mảnh vỡ. Chính là bởi vì có khối này thanh long mảnh vỡ thủ hộ, ta gặp sơn thần nguyền rủa, cũng gặp rất nhiều không phải người tra tấn, nhưng thủy chung bất tử, thậm chí tuyến thời gian đều chưa từng dập tắt một đầu. Luân hồi chi chủ, người thần giáp mệnh tinh, thật đúng là lợi hại nghịch thiên rất ha, một khối thanh long mảnh vỡ, liền có thể phù hộ ta không chết. Tinh hải long đế trong thanh âm, tràn đầy tán thưởng cùng cảm kích. Hắn chính là bởi vì có thanh long mảnh vỡ thủ hộ,
cho nên bất tử bất diệt, hắn là có luân hồi chúc phúc, mới có thể sống tới ngày nay. Diệp Thần chấn động trong lòng, nghe được Tinh Hải Long Đế, đầu óc hắn ầm ầm, bắt được càng bao xa hơn cổ thiên cơ, cũng hiểu biết càng nhiều thần giáp mệnh tinh bí mật. Nguyên lai, thần giáp mệnh tinh có tứ thượng thủ gia hộ, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ vần quanh, sinh sôi không ngừng, hình thành thiên đạo tuần hoàn, vì vậy vạn pháp không phá, thần giáp mệnh tinh cũng có được thế gian mạnh nhất lực phòng ngự. Hiện tại Diệp Thần nghĩ thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, có hai cái phương pháp, một cái là trồng chất tài nguyên, hướng mệnh trong tinh không bên trong bổ sung đại lượng thiên tài địa bảo, dựa vào đắp lên tài nguyên đem mệnh tinh thắp sáng. Một cái khác phương pháp, liền là tìm kiếm tứ tượng mảnh vỡ, chỉ muốn lấy được Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bốn mảnh vụn, mệnh của hắn tinh, là có thể đạt được đầy đủ kích thích, trực tiếp thức tỉnh thắp sáng. Lúc trước Diệp Thần thức tỉnh thiên hỏa mệnh tinh, liền là dựa vào Viêm Thiên Đế đạo thống kích thích, hiện tại hắn nghĩ thức tỉnh thần giáp mệnh tinh, đạo lý phương pháp cũng gần như, chỉ cần tập hợp đủ bốn khối tứ tượng mảnh vỡ là đủ. Luân hồi chi chủ, này Thanh Long mảnh vỡ, vốn chính là ngươi đồ vật, hiện tại ta liền vật quy nguyên chủ, về sau ta liền tùy tùng ngươi trái phải, hắc hắc, Sơn Thần muốn giết ta, trừ phi hắn có bản lĩnh chân áp ngươi. Tinh Hải Long Đế đem trong tay Thanh Long mảnh vỡ, rất cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần tâm tình có chút phức tạp, suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng ừ một tiếng nhận lấy. Hưu một tiếng, hắn vừa tiếp xúc với qua Thanh Long mảnh vỡ kia liền hóa thành lưu quang, tự động trốn vào trong cơ thể hắn, trốn vào đến thần giáp mệnh tinh không gian bên trong. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Thần liền cảm thấy có thiên đại linh khí, ở trong người bạo phát ra, luân hồi khí mãnh liệt, cảnh giới của hắn lại đột phá, theo thần đạo cảnh 9 tầng trời sơ giai. Đột phá đến trung giai mức độ. Chỉ thấy một đầu Thanh Long, vây quanh Diệp Thần thân thể xoay tròn, dương nanh múa vuốt, long ngâm kinh thiên, rất là uy vũ thần tuấn. Tinh Hải Long Đế vui vẻ nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Cảm nhận được chính mình đột phá mạnh lên khí tức, Diệp Thần cũng là một hồi mừng rỡ, này Thanh Long mảnh vỡ quả nhiên mạnh mẽ, thế mà lập tức liền để hắn đột phá. Nếu có thể tập hợp đủ tứ tượng mảnh vỡ, trực tiếp điểm sáng lên thần giáp mệnh tinh, không biết sẽ có lớn cỡ nào thuế biến. Ong ong. Lúc này, Diệp Thần đầu lại là một trận rung động, từ nơi sâu xa, hắn thấy được một đạo uyển chuyển thướt tha, vừa mềm mềm đáng thương thân ảnh. Cái kia đúng là Hải Nguyệt Thần Nữ thân ảnh. Cứu ta! Hải Nguyệt Thần Nữ toàn thân bao phủ một tầng khinh yên sương mù, sóng mắt lưu chuyển, điềm đạm đáng yêu, trong con ngươi mang theo khắc cốt đau thương cùng khổ sở, ngắm nhìn Diệp Thần. Không ngờ phát ra tiếng cầu cứu, còn vươn tay ra. Diệp Thần run lên, vô ý thức liền vươn tay, muốn cùng Hải Nguyệt Thần Nữ đem nắm, nhưng hai người tay cầm tiếp xúc trong nháy mắt, Hải Nguyệt Thần Nữ thân ảnh, liền theo trong đầu của hắn tiêu tán, phảng phất chẳng qua là ảo giác. Luân hồi chi chủ, người thế nào? Tinh Hải Long Đế nhìn thấy Diệp Thần thần sắc khác thường, nghi hoặc hỏi. Không có gì. Diệp Thần lấy lại tinh thần. Nghĩ thầm khối này Thanh Long mảnh vỡ, là Hải Nguyệt Thần Nữ phối hợp đồ vật, hắn đã định trước cùng Hải Nguyệt Thần Nữ, có không hiểu duyên phận, vừa mới dung hợp Thanh Long mảnh vỡ, hắn liền thấy Hải Nguyệt Thần Nữ thân ảnh. Đoán chừng bây giờ Hải Nguyệt Thần Nữ, đang bị Sơn Thần nhốt lấy, cũng không biết gặp như thế nào khổ sở. Lạc Hạc Hiên đứng dậy, định thần nhìn Diệp Thần, cắn răng nói, luân hồi chi chủ, người xông ra di thiên đại họa, có thể hại khổ ta. Người đến đi với ta tinh không thần Sơn một chuyến, gặp mặt sư phụ ta cùng Sơn Thần đại nhân, không phải ta không có cách nào giao phó. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nếu là hắn cùng Lạc Hạc Hiên đi, chỉ sợ sẽ có bất trắc họa. Oanh long long. Đúng vào lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt rung chuyển âm thanh, tựa hồ có đại lượng cường giả, đang hướng về Chiêu Dương Hải Điện áp sát tới. Tinh Hải Long Đế nhíu nhíu mày. Nói chẳng lẽ Triều Thiên Sơn thần lão quỷ kia, nhanh như vậy liền giết đến tận cửa rồi. Không nên a, thiên cơ khuếch tán cần thời gian, mà lại hắn còn muốn lo liệu tinh không tranh bá thi đấu sự tình, chỗ nào có thể thoát ra buông xuống. Diệp Thần trầm giọng nói, không phải Sơn Thần, là Long Hải Thần cung cùng nước sạch cốc người. Hắn rõ ràng cảm nhận được, bên ngoài tới gần khí tức, hết sức quen thuộc, là Long Hải Thần vương cùng Long Hải Thần cung cường giả. Còn có một bộ phận người, Diệp Thần chưa quen thuộc, nhưng cũng dùng đoán được là Thanh Thủy Cốc người. Long Hải Thần cung cùng nước sạch cốc, bọn hắn tới làm gì? Tinh Hải Long Đế không rõ ràng cho lắm,
trong mắt hắn, chỉ có Sơn Thần mới thật sự là uy hiếp. Tinh Hải Long Đế, ta tới xử lý, ngươi tới trước ta quốc gia nghỉ ngơi. Diệp Thần đem Tinh Hải Long Đế, triệu hồi luân hồi thiên quốc bên trong đi, đưa hắn an đốn ở bên trong. Tinh Hải Long Đế nói, đúng, luân hồi chi chủ, ta tất cả nghe theo ngươi phân phó. Liền vào luân hồi thiên quốc bên trong. Diệp Thần lại nhìn một chút Lạc Hạc Hiên, nói, Lạc huynh, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, nguyên thiên đế xuất quan, ta tự nhiên sẽ đi tinh không thần sơn, người đảo không cần phải gấp, người nếu là sợ hãi sơn thần trách phạt, cùng ở bên cạnh ta chính là, đi ra ngoài trước đi. Diệp Thần nghĩ đến sơn thần thế lực mạnh mẽ, hắn tùy tiện đi tinh không thần sơn, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Tốt nhất là chờ nguyên thiên đế xuất quan, có nhân chủ cầm toàn cục cùng công bằng, hắn lại đi thấy sơn thần cũng không muộn, nếu bị cố ý làm khó dễ, có vô cùng phiền toái. Lạc Hạc Hiên trong lòng không ngừng kêu khổ, rất muốn trực tiếp động dùng vũ lực, đem Diệp Thần bắt hồi trở lại tinh không thần sơn, nhưng lại biết mình đánh không lại Diệp Thần, quả thực là phiền não bất đắc dĩ, đành phải đi theo Diệp Thần, trước ra Hắc Triều cấm địa. Hai người ra Hắc Triều cấm địa, liền thấy bên ngoài thần quang phun trào, rất nhiều pháp bảo binh khí hào quang loạn vũ, có đại lượng cường giả theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới, bao bọc vây quanh Chiêu Dương Hải Điện. Chiêu Dương Hải Điện điện chủ Vũ Điêu Lang, cùng công chúa Vũ Tranh Âm, đang muốn mang theo điện bên trong cường giả ra ngoài xem xét tình huống, thấy Diệp Thần cùng Lạc Hạc Hiên ra tới, Vũ Điêu Lang cùng Vũ Tranh Âm ngẩn ngơ. Vũ Điêu Lang vô cùng kinh dị nhìn xem Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi thả Tinh Hải Long Đế, thậm chí cho hắn cứu chữa. Ta không là bảo ngươi giết hắn sao? Hắn hoàn toàn bối rối, lúc này bắt được thiên cơ, biết Diệp Thần chẳng những không có giết chết Tinh Hải Long Đế, thậm chí ra tay cứu trị. Bây giờ Tinh Hải Long Đế đã hoàn toàn quy thuận Diệp Thần, cái kia thần giáp mệnh tinh thanh long mảnh vỡ cũng rơi xuống Diệp Thần trong tay. Diệp Thần con ngươi híp lại, vẫn là nói, Vũ Điện Chủ, ta cảm thấy Tinh Hải Long Đế vô tội, tội tại Sơn Thần. Nghe được lời nói này, Vũ Điêu Lang đồng tử co vào, toàn thân run rẩy, nói, đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo. Ngươi điên rồi, ngươi đây là ngỗ nghịch Sơn Thần, muốn chết. Hắn hoàn toàn hoảng rồi, Sơn Thần giới tuy nói là chân lý sẽ tổng đà chỗ, nhưng trên thực tế cái thế giới này, cũng không phải là nguyên thiên đế xây dựng, cái thế giới này là có nguyên chủ liền là Sơn Thần. Cho nên, coi như là nguyên thiên đế, cũng phải cấp Sơn Thần mặt mũi. Bất luận cái gì người, đều không thể ngỗ nghịch Sơn Thần, bằng không là đại bất kính cử chỉ, bốc lên khinh thiên uy, chỉ có một con đường chết. Tinh Hải Long Đế năm đó ngỗ nghịch Sơn Thần, bị hạ xuống thiên phạt, biến thành tù nhân, nếu như không phải có thần giáp mệnh tinh thanh long mảnh vỡ thủ hộ, hắn sớm đã bị nghiền xương thành tro. Trọng yếu như vậy tù phạm, Diệp Thần thế mà đưa hắn thả, thậm chí thu về dưới trướng. Vũ Điêu Lang chỉ cảm thấy Diệp Thần nhất định là điên rồi. Đây là muốn đối địch với Sơn Thần. Hắn Chiêu Dương Hải Điện, chắc chắn cũng phải bị liên lụy, có bất trắc tai họa. Lạc đại nhân, luân hồi chi chủ nổi điên, ngươi làm sao không ngăn lại hắn? Vũ Điêu Lang hướng về phía Lạc Hạc Hiên quát, hắn biết Lạc Hạc Hiên là địa phủ tà quân đệ tử, có loại thủ đoạn, không có lý do tùy ý Diệp Thần làm ẩu. Lạc Hạc Hiên cười khổ một tiếng, hắn tuy có đủ loại thủ đoạn, nhưng căn bản không có khả năng dùng tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần thủ đoạn so với hắn còn nhiều. Mà lại lúc trước hắn cùng Diệp Thần giao thủ thời điểm, một thoáng liền bị trộm tinh đại pháp hút đi linh khí, toàn thân vô lực, cũng không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Luân hồi chi chủ, người gây ra thao thiên đại họa, vẫn là đi với ta một chuyến tinh không thần sơn đi. Lạc Hạc Hiên bất đắc dĩ cả hướng về Diệp Thần nói, thanh âm đã mang theo điểm cầu khẩn ý vị, hắn biết Diệp Thần át chủ bài rất nhiều, dùng thủ đoạn cường ngạnh. Hắn khẳng định đánh không lại Diệp Thần. Không nói những cái khác, chỉ là gấu đen kia cự yêu, liền để hắn hồi tưởng lại, đều lòng còn sợ hãi, Vũ Điêu Lang đều kém chút bị một bàn tay chụp chết. Luân hồi chi chủ, đừng cho ta né, ngươi cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến nổi giận tiếng quát. Diệp Thần lỗ tai khẽ động, nhận ra là Long Hải Thần Cung cung chủ, Long Hải Thần Vương thanh âm. Vũ Điêu Lang nói, chúng ta đi ra trước xem một chút. Đoàn người nhanh chân đi ra, chỉ thấy Chiêu Dương Hải Điện bên ngoài, lít nha lít nhít, tất cả đều là người. Từng cái khí tức hung hãn cường giả, bao vây toàn bộ Chiêu Dương Hải Điện, thần quang sôi trào,
hào quang tràn đầy vạn tinh hải, uy vi tráng quan. Cầm đầu hai người, một cái là Long Hải Thần Vương, một cái khác là Thanh Thủy Cốc trưởng môn Thanh Thủy Đạo Nhân, hai người đều là thần vương, trên thân nở rộ dị quang, chiếu rọi đến người hoa mắt. Diệp Thần quét nhìn liếc mắt, liền biết Long Hải Thần Vương cùng Thanh Thủy Đạo Nhân, còn có dưới quyền bọn họ các đệ tử, đạo tâm đều bị virus che đậy, đối với hắn cửu hận vô cùng phóng to. Luân hồi chi chủ, người trộm đi ta Long Hải Thần Cung chân tàng, mau mau cho ta phun ra. Long Hải Thần Vương hai mắt trừng trừng, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn Long Hải Thần Cung nhiều năm chân tàng, bị Diệp Thần đánh cắp không còn, trong lòng hắn đều đang chảy máu. Thanh Thủy Cốc trưởng môn Thanh Thủy Đạo Nhân cũng quát, luân hồi chi chủ, người tên gian tặc này, cùng đạo tông đại chủ tể cấu kết, ý đồ xẻ thịt ta chân lý sẽ thần sơn thánh địa, tội không thể tha. Mau mau thúc thủ chịu trói đi. Hắn vung tay lên, sau lưng vô số cường giả, pháp bảo binh khí toàn bộ thúc dục động, thần quang bùng nổ, liền muốn động thủ. Vũ Điêu Lang vội vàng nói, chư vị chậm đã. Thanh Thủy Đạo Nhân âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, Vũ Điêu Lang, người muốn bao che luân hồi chi chủ. Vũ Điêu Lang trầm giọng nói, luân hồi chi chủ ngỗ nghịch sơn thần, bốc lên khinh thiên uy, hắn lại đem tinh hải long đế thả, thậm chí thu về dưới trướng, ta cảm thấy, cũng xác thực muốn đem hắn bắt lại, giao cho địa phủ tà quân xử lý. Thanh Thủy Đạo Nhân kinh hãi, nói cái gì, tiểu tử này lại thu tinh hải long đế. Hắn điên rồi hả? Long Hải Thần Vương kinh hãi, nói tốt ngươi cái luân hồi chi chủ, mưu đồ tinh không thần sơn còn chưa đủ, còn muốn cùng tinh hải long đế cấu kết với nhau làm việc xấu, bốc lên khinh sơn thần, đại nghịch bất đạo, đáng chết, đáng chết. Vũ Điêu Lang lùi ra phía sau mấy bước, cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, hướng Long Hải Thần Vương cùng Thanh Thủy Đạo Nhân nói ra. Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân, chúng ta ba người hợp lại, trước đem tiểu tử này bắt lại, lại giao cho địa phủ tà quân xử lý. Long Hải Thần Vương nói, hẳn là giao cho vô trụ tôn giả cùng cực vũ đại đế thẩm phán. Vũ Điêu Lang nói, hắn mạo phạm sơn thần, vẫn là trực tiếp giao cho Thiên Ung Hoàng đại trưởng lão xử lý đi, chúng ta không thể rước họa vào thân. Long Hải Thần Vương cùng Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cũng sợ rước họa vào thân. Bốc lên khinh sơn thần, cái này sai lầm quá lớn, bọn hắn không dám tiêm nhiễm, chỉ muốn trước cầm xuống Diệp Thần, đến mức giao cho vị nào trưởng lão xử lý, có thể cho sau lại nghỉ. Ngay sau đó, Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân ba người, hiện lên ba góc trận thế, đem Diệp Thần vây quanh, dưới quyền bọn họ rất nhiều đệ tử, trăm ngàn cường giả, ở ngoại vi bao quanh hợp thành bức tường người, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm nhận được một cỗ thao thiên áp lực, Chiêu Dương Hải Điện không có bị virus ô nhiễm, lại quyền sở hữu phủ tà quân dưới trướng, vốn là đứng ở bên phía hắn. Nhưng bây giờ, hắn phóng thích tinh hải long đế, hiển nhiên là xúc phạm Chiêu Dương Hải Điện cấm kỵ, Vũ Điêu Lang cũng đứng ở hắn mặt đối lập đi. Vũ Tranh Âm thấy Diệp Thần lâm vào tầng tầng bao vây, lập tức hoảng hồn, kêu lên, Phụ Vương. Vũ Điêu Lang trầm giọng nói, Tranh Âm, nơi này không có người nói chuyện phần, tránh qua một bên đi. Lạc Hạc Hiên im lặng, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi tinh không thần sơn đi, ngươi xông ra họa lớn ngập trời, ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai, còn có thể đạt được sơn thần khoan dung, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thịt nát xương tan xuống tràng. Diệp Thần nhìn thấy chính mình lâm vào tầng tầng bao vây, tất cả mọi người là địch nhân của mình, không thể nín được cười cười một tiếng, nói, rất tốt, các ngươi là phải đồng tâm hiệp lực, làm cho ta tử địa rồi. Tại Diệp Thần trong cơ thể, luân hồi thiên quốc bên trong, tinh hải long đế nhìn thấy Diệp Thần lâm vào tầng tầng bao vây, vạn tinh hải chí cao ba đại thần vương, đều muốn hợp lại bắt hắn, hắn lập tức cũng có chút giật mình, lại là một hồi áy náy, nói. Thật có lỗi. Luân hồi chi chủ, đều là bởi vì ta, khiến ngươi lạc vào hiểm địa, không bằng. Diệp Thần khoát khoát tay, nói tinh hải long đế, đừng lo lắng, ta đã đem ngươi cứu, liền nhất định sẽ bảo hộ ngươi đến cùng. Không nói những cái khác, ngươi đem thanh long mảnh vỡ cho ta, này phần đại cơ duyên, ta cũng nhất định phải báo đáp. Lạc Hạc Hiên thấy Diệp Thần không có trả lời, một hồi thở dài, lùi ra phía sau mấy bước, nói, Vũ Điện Chủ, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân. Các ngươi liền ra tay đi, nhớ kỹ không muốn thương luân hồi chi chủ tính mệnh, trước đem hắn bắt lại liền có thể. Hắn biết Diệp Thần mạnh mẽ, nhưng hiện tại nhiều như vậy người, vây cũng nắm Diệp Thần vây chết rồi,
hắn tự nhiên tưởng rằng nắm vững thắng lợi, cho nên gọi Vũ Điêu Lang đám người, không nên thương tổn Diệp Thần tính mệnh, chỉ muốn bắt sống. Động thủ. Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân nhìn nhau, ba đại thần vương đồng thời ra tay, khí thế kinh thiên, chỉ thấy ba đạo Thương Hải Thần mang, theo ba cái khác biệt góc độ bạo sát mà ra, mang theo thần vương uy nghiêm, cuồng bạo hướng về Diệp Thần nổ tung mà đi. Tại ba người sau lưng, Chiêu Dương Hải Điện, Long Hải Thần Cung, Thanh Thủy Cốc tam đại thế lực cường giả, cũng là đồng thời ra tay. Trăm ngàn cường giả ra tay, ánh đào bóng kiếm, pháp bảo thần hy, thuật pháp hào quang, cùng nhau oanh tạc, hình ảnh sao mà hùng vĩ, toàn bộ vạn tinh hải đều bị từ giữa đó xé mở, nước biển theo hai phía thối lui, giữa ban ngày hào quang chiếu rọi đến, hết thảy hào quang đều hội tụ đến Diệp Thần trên thân. Ba đại thần vương oanh tạc, trăm ngàn cường giả oanh tạc, hỗn hợp có địa mạch uy áp, muốn đem Diệp Thần nghiền nát. Không. Vũ Tranh Âm vẻ mặt hoảng hốt, hai mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Lạc Hạc Hiên lắc đầu, im lặng nhìn xem, nghĩ nhưng thầm, luân hồi chi chủ là chết chắc, bất quá hắn đáy xúc tích thâm hậu, hẳn là sẽ không chết hết, tuyến thời gian đoán chừng muốn đoạn diệt chín thành. Hắn coi là Diệp Thần giống như người bình thường, cũng là có ngàn ngàn vạn vạn tuyến thời gian. Nhưng trên thực tế, Diệp Thần chỉ có một đầu. Nếu như hắn thật chặt chẽ vững vàng, lọt vào ba đại thần vương cùng trăm ngàn cường giả oanh tạc, vậy hắn khẳng định là muốn chết, không có khả năng có cơ hội sống còn. Nhưng, tại Thao Thiên oanh tạc bão rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần khóe miệng lại là câu lên một vệt mỉm cười, không sợ chút nào, tế ra một khối như ngọc bội mảnh vỡ. Đó là Thanh Long mảnh vỡ. Ngao! Một cỗ kinh thiên long hống âm thanh, từ trên người Diệp Thần bùng nổ, chỉ thấy một đầu thanh long, thần quang mờ mịt, rực hà vạn đạo, phù văn xen lẫn, luân hồi khí sục sôi, vờn quanh tại Diệp Thần trên thân, cương khí lưu chuyển, hình thành một tầng tuyệt đối phòng ngự. Cái kia đầy trời bạo rơi xuống oanh tạc, rơi xuống Diệp Thần trên thân, vậy mà toàn bộ bị cái kia thanh long cương khí ngăn trở. Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân ba đại thần vương một kích toàn lực, thế mà đều không thể phá vỡ tầng kia thanh long cương khí. Giờ khắc này Diệp Thần, phảng phất là vô địch tồn tại, bất luận cái gì công kích, đều không thể thương tổn đến thân thể của hắn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vạn pháp không phá. Thậm chí, thật nhiều thủ đoạn công kích, còn bị Diệp Thần bắn ngược trở về, lưu quang như tên nỏ bắn ngược, như bay ngược sao băng, một thoáng ở giữa, Chiêu Dương Hải Điện, Long Hải Thần Cung, Thanh Thủy Cốc tam đại thế lực, liền có không ít cường giả, sống sờ sờ bị chính mình vừa mới phát ra công kích giết ngược lại, toàn trường kêu thảm không dứt, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ nước biển. Cái gì? Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân ba người, thấy cảnh này, triệt để choáng váng. Chỉ thấy Diệp Thần trên thân vần quanh thanh long, dương nanh múa vuốt, sinh động như thật, tản mát ra mạnh mẽ uy áp, đơn giản vô địch. Đó chính là thần giáp mệnh tinh bên trong, thanh long mảnh vỡ đại khí tượng. Có thanh long mảnh vỡ hộ thể, Diệp Thần vậy mà chịu đựng lấy ba đại thần vương cùng trăm ngàn cường giả hợp lực nhất kích. Xem ra, các ngươi mong muốn bắt ta, còn chưa đủ tư cách à? Ha ha, cáo từ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhưng không có tiếp tục lưu lại xuống, thân thể phóng lên tận trời, hướng về vạn tinh hải bên ngoài bay đi. Lúc này vạn tinh hải đã từ giữa đó nứt ra, Diệp Thần có thể thấy bên ngoài trời xanh cùng thái dương, cũng có thể ngửi được tự do khí tức. Hắn đã được đến tinh cổ san hô, đạt được thanh long mảnh vỡ, cứu ra tinh hải long đế, hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi vạn tinh hải, đi bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh, thật tốt điều tức tính dưỡng một thoáng, giải quyết hết trái tim virus, lại thành thạo nắm giữ thần giáp mệnh tinh năng lượng, chờ tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, hắn là có thể quét ngang toàn trường vô địch. Thần giáp mệnh tinh thực sự quá cường hãn, Diệp Thần dung hợp thanh long mảnh vỡ, vừa mới thi triển đi ra, thế mà liền ba đại thần vương cùng trăm ngàn cường giả hợp lại oanh kích, đều có thể đủ ngăn cản. Bất quá, vận dụng thanh long mảnh vỡ, lại cơ hồ là trong nháy mắt, liền rút sạch Diệp Thần trong cơ thể linh khí, hắn hiện tại thấy kinh mạch trống rỗng, không đáng kể, nhất định phải nhanh rời đi. Bằng không, hắn ngăn không được Vũ Điêu Lang đám người kích thứ hai. Này thanh long mảnh vỡ, có thể mang cho Diệp Thần ngắn ngủi vô địch, thiên đế đều không có thể dung chuyển, nhưng cũng chỉ có thể như là cỗ sao băng ngắn ngủi, khó mà kéo dài. Nhìn thấy Diệp Thần muốn chạy, Vũ Điêu Lang đám người ngốc ngốc xuất thần, hoàn toàn bối rối, cũng không biết đuổi theo.
vừa mới bọn hắn toàn trường tất cả mọi người, hợp lực nhất kích, hạng gì hung hãn khủng bố, chỉ sợ thiên đế đối mặt, đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Diệp Thần, dựa vào thanh long mảnh vỡ, thế mà ngăn trở bọn hắn thao thiên oanh tạc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, khủng bố tới cực điểm. Bọn hắn trực tiếp bối rối. Trận tới. Trong toàn trường, chỉ có Lạc Hạc Hiên còn duy trì tỉnh táo, hắn nhìn thấy Diệp Thần muốn đi, thầm nghĩ hỏng bét, nếu là Diệp Thần chạy, hắn không có cách nào hướng Thần Sơn bên kia giao phó. Diệp Thần mạo phạm Sơn Thần, hắn nhất định phải đem Diệp Thần mang về tinh không Thần Sơn, giao cho thiên địa vô cực chư trưởng lão xử lý, bằng không hậu quả khó mà lường được, hắn cũng phải bị liên lụy. Lạc Hạc Hiên một tiếng trận tới, trước đây hắn giao cho Vũ Điêu Lang trận đồ quyển trục, liền từ sau người trong cơ thể bay ra. Này tấm trận đồ quyển trục, vốn là địa phủ tà quân ban thưởng, dùng tới đối phó Long Hải Thần Cung cùng nước Sạch Cốc, nhưng bây giờ tình thế cải biến, Lạc Hạc Hiên cũng không kịp suy nghĩ nhiều, linh khí quán trú vào quyển trục bên trong, tay nắm linh quyết, quát. Xâm Minh U tượng trận, mở. Chỉ thấy từng sợi ma quang tà khí, theo trận đồ kia bên trong lan tràn ra, cấp tốc bày khắp toàn bộ Vạn Tinh Hải. Trước đây bị xé nứt Vạn Tinh Hải, oanh long long một lần nữa tụ hợp, vô tận ma khí lan tràn, xây dựng thành trận văn lại xây dựng thành kết giới thiết bích, phong tỏa ngăn cản mặt biển. Diệp Thần phi gần biển mặt, đang muốn vọt ra khỏi mặt nước, nhưng lại phát hiện mặt biển bị trận pháp phong tỏa, hắn trước mặt ngã nghiêng một đạo thiết bích, cấm chế trận văn lấp lánh, hắn lại không xông ra được. Bò, ò, nương theo lấy một tiếng kinh thiên trường minh, Diệp Thần thấy được càng một màn kinh khủng. Liền thấy Lạc Hạc Hiên mở ra Xâm Minh U tượng trận pháp phù văn đã bao trùm toàn bộ Vạn Tinh Hải mặt biển, nếu như từ bên ngoài trên trời xem, liền có thể thấy vô cùng mỹ lệ một màn. Toàn bộ Vạn Tinh Hải, mặt biển bị một cái to lớn trận pháp kết giới bao trùm phong tỏa, từng đạo cổ lão hắc ám phù văn, mang lấy địa phủ U Minh uy áp cùng khủng bố, vô biên trong khói đen hiện ra một đầu viễn cổ cự tượng, đứng sừng sững ở trận pháp trận nhãn lên. Đầu này viễn cổ cự tượng tựa như trong truyền thuyết trấn ngục thần tượng, dùng uy mãnh dáng người, trấn áp đại địa trong U Minh thần ma, bá đạo vô cùng, thần uy bừng bừng. Không tốt. Diệp Thần thấy cái kia trấn ngục thần tượng, con người co rụt lại, trong lòng thấy không ổn. Tại cái kia trấn ngục thần tượng uy áp dưới, Diệp Thần cơ hồ nghẹt thở. Này trấn ngục thần tượng, mang theo chân lý hội trưởng lão, địa phủ tà quân ý chí uy nghiêm, vô cùng mạnh mẽ, trấn thủ lấy Xâm Minh U tượng trận nhãn. Chân đạp Vạn Tinh Hải, toàn bộ Vạn Tinh Hải, mặt biển đều bị triệt để phong tỏa, bất kỳ người nào đều vô pháp đột phá ra ngoài. Diệp Thần hiện tại cũng không xông ra được, hắn muốn phá trận xông đi ra ngoài, trừ phi có thể trước nghiền nát địa phủ tà quân ý chí, đem cái kia trấn ngục thần tượng phá hủy, nhưng đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Luân hồi chi chủ, người đi không nổi, đi với ta một chuyến đi. Lạc Hạc Hiên tầm mắt sáng rực. Có thể nhìn ra Diệp Thần trong cơ thể linh khí trống rỗng, hắn lập tức nắm bắt cơ hội, thân thể một cái bắn mạnh, như bay kiếm bản lướt ầm ầm ra, liền muốn bắt Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần toàn thân linh khí, cơ hồ hao hết, quả quyết vô pháp cùng Lạc Hạc Hiên đối kháng. Tuyết Hiên thần đăng, huyễn tuyết sương mù. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, lập tức tế ra Tuyết Hiên thần đăng, điều động còn sót lại linh khí, thôi động đèn thân, phóng xuất ra từng sợi huyễn tuyết sương mù. Sương mù tuôn ra đáng, tràn ngập bốn phía, lập tức đem Diệp Thần thân hình che lại. Lạc Hạc Hiên biến sắc, lập tức đánh mất Diệp Thần khí thế. Diệp Thần nhân cơ hội này, tại huyễn tuyết sương mù che lấp lại, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Vạn Tinh Hải mặt biển bị phong tỏa, hắn vô pháp rời đi Vạn Tinh Hải, nhưng vùng biển này cũng đầy đủ bao la rộng rãi, có thể dung nạp hắn ẩn náu. Qua trong giây lát, Diệp Thần liền bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lạc Hạc Hiên trước mắt sương mù tán đi, cũng đã không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, hắn lớn tiếng kêu lên. Luân hồi chi chủ, vô dụng, Vạn Tinh Hải đã bị ta trận pháp phong tỏa, ta không ra trận, ngươi không có khả năng ra ngoài, ngươi muốn tránh tới khi nào, chẳng lẽ tinh không tranh bá thi đấu cũng không tham gia sao? Thanh âm hắn xa xa truyền đi, xa ở phương xa Diệp Thần, cũng nghe đến, bất quá khi cái này liên quan đầu. Diệp Thần đương nhiên sẽ không để ý tới. Luân hồi chi chủ, đi bên này. Ta có một cái địa phương bí mật, gọi Tinh Nguyên Động, là năm đó ta che giấu chỗ tu luyện, chỉ có ta biết. Lúc này, Luân hồi Thiên Quốc bên trong, Tinh Hải Long Đế nói với Diệp Thần.
Diệp Thần Tâm bên trong khẽ động, liền theo lấy Tinh Hải Long Đế chỉ thị, hướng phía trước bơi đi. Lạc Hạc Hiên, Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương đám người, phân tán đuổi bắt Diệp Thần, nhưng biển cả mịt mờ, bọn hắn trong lúc nhất thời, cũng không cách nào bắt được Diệp Thần bóng dáng. Rất nhanh, Diệp Thần chiếu vào Tinh Hải Long Đế chỉ thị, đi vào một cái đáy biển trong động quật. Cái này hang động, liền là hắn nói tới Tinh Nguyên Động, vị trí vô cùng che giấu, tại lớn nhất bụi đá san hô ở giữa, bị vô số đáy biển dây leo ấm cùng tảo biển dây leo che lấp, nếu như không phải có Tinh Hải Long Đế chỉ dẫn, Diệp Thần cũng không cách nào tìm kiếm được. Tiến vào Tinh Nguyên Động bên trong, Diệp Thần rốt cục có thể trầm tĩnh lại, hắn giãn ra một ngụm chọc khí, lại thấy trái tim mơ hồ bị đau, vừa mới chiến đấu kịch liệt, làm động tới bệnh độc của hắn chứng bệnh. Tinh Đạo Long Nữ thấy thế, liền cho ăn Diệp Thần ba miệng tinh cổ san hô nước, Diệp Thần tình huống thoáng giảm bớt, hắn móc ra ngọc bội kia thanh long mảnh vỡ, trong tay ước lượng vuốt vuốt, nói. Nghĩ không ra này thanh long mảnh vỡ, đối với linh khí tiêu hao thế mà lớn như vậy, lập tức liền đem ta rút sạch. Tinh Hải Long Đế nói, đó là tự nhiên, luân hồi chi chủ, dù sao ngươi bây giờ, chẳng qua là một hạ vị thần, pháp tắc nội tình còn chưa đủ. Năm đó ta, dùng vô số thiên đế máu, thiên đế pháp tắc, còn có đủ loại nhân quả luật năng lượng, quán chú tẩm bổ thanh long mảnh vỡ kia mới có thể cho ta cung cấp nghịch thiên phòng hộ. Từ từ sẽ đến đi, chờ ngươi về sau tu vi cường đại lên, thôi động thanh long mảnh vỡ, liền sẽ không như thế cố hết sức. Mà lại, lần này, ngươi là thừa nhận rồi ba đại thần vương đỉnh phong nhất kích, còn có trăm ngàn cường giả vây công oanh sát, tiêu hao dĩ nhiên kịch liệt, dưới tình huống bình thường, không có lớn như vậy tiêu hao. Diệp Thần gật đầu nói, ta hiểu lệnh rõ. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển luân hồi pháp điều tức, khôi phục tiêu hao linh khí. Hắn lại lấy ra trước đó Tinh Đạo Long Nữ, theo Long Hải Thần Cung bên trong trộm được thiên tài địa bảo, hòa tan về sau, dùng tới rèn đúc chữa trị Tuyết Hiên Thần Đăng. Này Tuyết Hiên Thần Đăng là cái thứ tốt, chỗ phóng thích ra sương mù, có cực kỳ tốt che đậy ẩn thân hiệu quả, hắn dự định đem thần đăng mài mòn hoàn toàn chữa trị tốt, dạng này phóng thích ra huyễn tuyết sương mù, hiệu quả sẽ cường đại hơn, thậm chí nói không chừng trong truyền thuyết đăng thần, cũng có thể khôi phục. Như thế qua hai ngày, Diệp Thần linh khí dần dần khôi phục, Tuyết Hiên Thần Đăng cũng chữa trị rất nhiều. Này hai ngày thời gian, Lạc Hạc Hiên, Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương đám người, khắp nơi tìm kiếm lấy Diệp Thần tung tích, bọn hắn tại Vạn Tinh Hải bên trong bày ra thiên la địa võng, tầng tầng cửa ải, lại vận dụng đủ loại thôi diễn xem bói thủ đoạn, mong muốn tra ra Diệp Thần hạ lạc. Nhưng, Diệp Thần trốn ở Tinh Nguyên Động bên trong, đây là Tinh Hải Long Đế đã từng chỗ tu luyện, ngăn cách thiên cơ, bọn hắn lại không cách nào thẩm tra đến. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không xông ra được. Toàn bộ Vạn Tinh Hải đều bị Sâm Minh U Tượng Trận phong tỏa. Cái này Sâm Minh U Tượng Trận là địa phủ tà quân bày ra trận đồ, địa phủ tà quân chính là chân lý sẽ thứ nhị trưởng lão, thực lực hạng gì mạnh mẽ, nghĩ muốn xông ra hắn bày ra phong tỏa trận pháp, quả thực là khó hơn lên trời. Diệp Thần tĩnh tâm chờ đợi cơ hội, nghĩ đến chờ trận pháp khí tức suy yếu, lại tùy thời lao ra. Nhưng, hắn đã chờ một ngày lại một ngày, mới thoáng cái 7-8 ngày trôi qua. Cái kia Sâm Minh U Tượng Trận khí tức, vậy mà không thấy mảy may suy giảm, tựa như là một tầng vĩnh hằng giam cầm, bao phủ toàn bộ Vạn Tinh Hải. Địa phủ này tà quân, thủ đoạn không đơn giản a. Diệp Thần cảm thán một tiếng, tâm tư cũng có chút ngưng trọng xuống tới, nếu là một mực bị phong tỏa, hắn bị nhốt tại Vạn Tinh Hải bên trong, chẳng phải là liền tinh không tranh bá thi đấu đều không cách nào tham gia. Mấy ngày này thời gian, Lạc Hạc Hiên thanh âm, cũng một mực tại bên ngoài quanh quẩn. Kêu gọi Diệp Thần ra tới đầu hàng, không muốn làm vô vị dẫy dụa. Diệp Thần tự nhiên không có khả năng ra ngoài, nếu là hiện tại hắn rơi xuống sơn thần trong tay, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Hiện tại, Diệp Thần dự định là, trước chỉ tốt trái tim chỗ virus, khôi phục toàn bộ thực lực về sau, lại cưỡng ép trùng kích trận pháp, phá trận ra ngoài. Đi qua 7-8 ngày trị liệu, trái tim của hắn chỗ virus tốt lên rất nhiều, tinh cổ san hô hiệu quả coi như không tệ. Cái kia Tuyết Hiên Thần Đăng, tại hắn mỗi ngày chữa trị phía dưới, cũng dần dần khôi phục, hắn thậm chí có thể cảm giác được, thần đăng bên trong tựa hồ có cái gì linh tính đổ vật, đang dần dần tô tỉnh. Thật sự có đăng thần. Diệp Thần tâm nghĩ hoạt lạc, truyền thuyết Tuyết Hiên Thần Đăng là có đăng thần, triệu hồi ra đăng thần sau, có thể thực hiện nguyện vọng,
có chỗ tốt cực lớn. Nếu có thể nhường Đăng Thần khôi phục, Diệp Thần liền có thể nhiều một lá bài tẩy. Diệp Thần điều động nhiều tư nguyên hơn, đi chữa trị Tuyết Hiên Thần Đăng, như thế lại qua hơn nửa tháng, khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu, tháng ngày đã rất gần, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 10 ngày. Diệp Thần tâm bẩn chỗ virus, tiêu tán 7-8 phần, trạng thái tinh thần là tốt hơn nhiều, hắn có thể cảm ứng được phía ngoài biến động. Theo tinh không tranh bá thi đấu tháng ngày tiếp cận, toàn bộ không không lúc nào không, bốn phương tám hướng những người dự thi, đều lần lượt đến, các đại môn phái đỉnh cấp cường giả, cũng là cùng đi tới, vô số mạnh mẽ khí tức, buông xuống đến sơn thần giới bên trong. Diệp Thần người tại tinh uyên động, ngưỡng vọng thiên hải, thỉnh thoảng có khả năng thấy mạnh mẽ lưu quang, lướt ngang mà qua, Hồng Quân lão tổ, Lớn Chu gia tộc lão tổ Chu Mục Thần, Hùng Bá gia tộc lão tổ Hùng Phách Thiên, Tử Thần giáo Đoàn Thiên Khải Chí Tôn các loại, bọn hắn đều theo vạn tinh hải bên trên lướt ngang mà qua, đi tinh không thần sơn, chuẩn bị tham dự sắp đến thịnh hội. Không ít người nhìn xuống phía dưới, thấy vạn tinh hải cảnh tượng kỳ dị, một đầu viễn cổ thần tượng đứng sừng sững hải trung ương, chân áp thương hải hình ảnh, đều cảm thấy có chút giật mình, bất quá cũng không có người nào lưu lại, cũng không ai lưu ý kỳ thật Diệp Thần ngay tại đáy biển. Tinh không tranh bá thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ta lại không đi ra lời, chỉ sợ muốn bỏ lỡ so tài. Diệp Thần tâm bên trong yên lặng tính toán, nơi trái tim trung tâm virus, đại khái tiếp qua 3 ngày, là có thể hoàn toàn xua tan đi. Đến lúc đó, Diệp Thần trạng thái khôi phục đỉnh phong, hắn dự định cưỡng ép phá trận ra ngoài. Lúc này, Lạc Hạc Hiên thanh âm, cũng là tại bên ngoài quanh quẩn vang lên. Luân hồi chi chủ, tranh tài lập tức bắt đầu, người còn không ra sao? Ta cần phải đi. Ta đợi thêm người 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, người còn không xuất hiện, ta liền đi, đến lúc đó không ai thay người khai trận, người cả một đời đều không thể rời đi vạn tinh hải. Người muốn phá trận, đó là tuyệt hiện đối không thể nào, sư phụ ta bố trí trận pháp, cùng thiên đạo địa mạch giao hòa, thiên địa bất diệt, trận pháp không phá, người lại làm sao có thể phá mất. Nghe Lạc Hạc Hiên thanh âm, Diệp Thần chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục tự mình điều tức khôi phục. Chờ đến ngày này ban đêm, rồi lại có một thanh âm, như tơ như sợi, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Luân hồi chi chủ, người núp ở chỗ nào? Hắc hắc, có lẽ chúng ta có khả năng nói chuyện. Người nghĩ rời đi vạn tinh hải, ta có khả năng mang ngươi ra ngoài. Nghe được thanh âm này, Diệp Thần tâm bên trong run lên, nói, người nào? Sau đó, trong lòng của hắn tỉnh ngộ, trầm giọng nói, ngươi chính là bệnh ách ma quân chân truyền đệ tử. Thanh âm kia nói, hắc hắc, là ta, ngươi có thể gọi ta Tiêu Cửu U, không nghĩ tới ngươi bản sự lớn như vậy, luân hồi chi chủ, tinh cổ san hô đã bị ta dùng virus ô nhiễm, ngươi còn có thể sử dụng. Sư phụ ta bệnh ách ma quân, còn có sử thần đại nhân, đều không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận chúng ta sử thần tộc. Diệp Thần nói, đừng nói nhảm, ngươi tránh ở nơi nào. Cút ra đây cho ta. Tiêu Cửu U nói, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng quy thuận, ta lập tức liền sẽ xuất hiện, thậm chí có thể mang ngươi rời đi nơi này. Vạn tinh hải đã bị Sâm Minh U tượng trận phong tỏa, trận pháp này kiên cố vô cùng, thiên đế đều chưa hẳn có thể phá vỡ, chỉ có ta dựa vào virus thủ đoạn từng bước xâm chiếm, mới có thể ăn mòn ra một lỗ hổng, mang ngươi ra ngoài. Bằng không, không có ta dẫn đầu, ngươi cả một đời đều muốn bị vây ở chỗ này, cũng đừng nghĩ tham gia thập yêu tinh không tranh bá so tài. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, thần thức thả ra ngoài, nghĩ muốn tìm Tiêu Cửu U hạ lạc, nhưng hơi thở đối phương ẩn nấp cực sâu, hắn trong lúc nhất thời, cũng không cách nào bắt khóa chặt. Luân hồi chi chủ, này người tại tinh uyên động đông bắc phương hướng, ngoài 50 dặm một chỗ đáy biển núi lửa bên trong ẩn nấp lấy. Đột nhiên, tinh hải long đế mở miệng, hướng Diệp Thần thông báo Tiêu Cửu U chỗ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hỏi tinh nhưng hải long đế, người biết chỗ ở của hắn. Tinh hải long đế cười nói, dĩ nhiên, ta có thể là vạn tinh hải đã từng chúa tể, ti trưởng thiên mệnh, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một giọt nước, tất cả mọi thứ quý tích, đều không thể gạt được con mắt của ta. Liền là cái kia Tiêu Cửu U, là bệnh ách ma quân đệ tử, cũng nắm giữ lấy hắc ám virus bí pháp, chỉ sợ khó đối phó a. Diệp Thần nói, không sao, chúng ta có thanh long mảnh vỡ hộ thân, có thể đối phó hắn. Nếu là lúc trước, Diệp Thần đối mặt bệnh ách ma quân đệ tử, có thể sẽ có mấy phần kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn dung hợp thanh long mảnh vỡ, hoàn toàn không sợ virus xâm nhập.
Thanh long mảnh vỡ có mạnh mẽ thủ hộ hiệu quả, tứ tượng bên trong, thanh long thuộc ất mộc, bạch hổ thuộc canh kim, chu tước thuộc ly hỏa, huyền vũ thuộc mậu thổ, này thanh long mảnh vỡ ất mộc thuộc tính, chủ mệnh hồn sinh cơ, có thanh long mảnh vỡ bảo vệ lời, diệp thần trái tim, kinh mạch, linh hồn, đều có thể đạt được mạnh nhất bảo hộ, bách độc bất xâm, coi như là bệnh ách ma quân tới, đều khó có khả năng lại xâm hại hắn. Nghĩ như vậy, diệp thần lập tức lặng yên đi ra tinh nguyên động, hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Hắn muốn cho Tiêu Cửu U một kinh hỉ. Tuyết hiên thần đăng tế ra, huyễn tuyết sương mù che lấp, diệp thần thân hình hoàn toàn ẩn nấp tại trong sương mù, một luồng sương mù ở trong nước biển lặng yên lan tràn, người nào cũng không có bắt được diệp thần khí thế chỗ. Đi 50 dặm, diệp thần quả nhiên thấy được một ngọn núi lửa không hoạt động, tại dưới đáy biển đứng sừng sững lấy. Cùng lúc đó, tại núi lửa trong động quật, một cái áo bào xám thanh niên đang ngồi xếp bằng, tầm mắt lấp lóe không yên, quanh người hắn bao quanh từng khỏa virus đồ đằng, hoặc tinh hồng, hoặc hắc ám, cho người ta một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Cái này người chính là Tiêu Cửu U, hắn âm thầm thầm nói, luân hồi chi chủ tiểu tử này, thủy chung không chịu quy thuận, xem ra chỉ có thể giết chết hắn, nhưng chỉ dựa vào ta, cũng khó có thể giết hắn, chỉ có thể lại dùng virus ô nhiễm, mê hoặc kích động vạn tinh hải bên trong cao thủ, mượn đao giết người. Hắn đang nói thầm lấy, đột nhiên một luồng sương mù, lặng yên không tiếng động bay vào trong động quật. Từ đâu tới sương mù? Tiêu Cửu U thấy này một luồng sương mù, lập tức dùng mình, con người co vào, thấy cực lớn không ổn cùng nguy hiểm. Tiêu Cửu U, người muốn giết người nào? Một đạo xâm nghiêm thanh âm, theo trong sương mù truyền ra. Sau đó, chỉ thấy một vệt sáng loáng đao mang, mang theo phá thiên liệt địa uy thế cùng phong duệ, ngang tàng theo trong sương mù chạm ra. Diệp thần thân ảnh, theo trong sương mù xuất hiện, trong tay nắm chặt thôn vũ đao, khóe miệng mang theo nanh lệ ý cười, chém thẳng hướng Tiêu Cửu U cổ. Thôn vũ đao là viễn cổ thần binh, trước kia diệp thần chấp trưởng thôi động, cần hao phí to lớn linh khí, nhưng bây giờ theo tu vi tăng lên, hắn đã có thể dần dần thành thạo trưởng khống cây đao này, sẽ không lại hao phí quá lớn khí lực. Luân hồi chi chủ, là ngươi. Làm sao ngươi biết ta tại đây bên trong? Tiêu Cửu U thấy trong sương mù nhảy ra diệp thần, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vô cùng sợ hãi lui về sau đi. Hắn ẩn nấp tại đây bên trong, khí tức hoàn toàn thu lại, lại có này ngọn núi lửa không hoạt động che lấp, theo lý mà nói, vạn tinh hải bên trong, không ai có thể tra được chỗ ở của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, diệp thần lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Cửu U kinh hãi vạn phần, mặc dù cực lực tránh né diệp thần đao thế, nhưng cuối cùng vẫn là bị chém trúng bả vai. Phốc phốc, diệp thần chỉ một đao, liền đem Tiêu Cửu U cánh tay trái, liền đới lấy bờ vai của hắn cắt gãy xuống, máu tươi phun tung tóe. Tiêu Cửu U là thiên nguyên cảnh hậu kỳ nhân vật, thân thể có chút cường ngạnh, nhưng ở thôn vũ mặt đao trước, hắn thân thể cùng giấy không sai biệt lắm. Thôn vũ đao là thế gian nhất binh khí sắc bén, giết người như cắt cỏ, thiên nguyên cảnh thân thể, tại cái kia lăng lệ lưỡi đao dưới, cũng là giấy bùn nặn tồn tại. Tiêu Cửu U a một tiếng hét thảm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đáng chết. Tiểu tử ngươi, bệnh tim độc cũng còn không có tan hết, liền dám đánh lén ta. Thiên tà ác bệnh khóa, đi. Chỉ thấy Tiêu Cửu U tay phải bóp quyết, từng sợi virus ma khí, bắt đầu từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thậm chí hắn tay cụt máu tươi chảy xuôi, đều hóa thành virus máu đen, cùng cái kia ma khí dung hợp lại cùng nhau, hóa thành từng đầu đen kịt xích sắt, phía trên mang theo tinh hồng virus đồ đằng, xoạt kéo rung động, hoành phá hư không, hướng về Diệp Thần quấn quanh mà đi. Đinh đinh đinh. Diệp Thần vung lên thôn vũ đao, đem từng đầu virus tà dây xích chặt đứt, tà dây xích bị chém đứt về sau, càng kinh khủng virus khí tức lan tràn ra tới. Diệp Thần ngửi được cỗ này virus khí tức, nơi trái tim trung tâm còn sót lại virus, lập tức bị câu dẫn phát tác dâng lên, mà lại so dĩ vãng mỗi một lần, đều phát tác đến mãnh liệt hơn. Ngô! Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau mấy bước, gương mặt lập tức vặn vẹo. Tiêu Cửu U cười ha ha, nói thế nào, tiểu tử, sư phụ ta tại ngươi trái tim gieo xuống virus, phát tác dâng lên, mùi vị như thế nào? Diệp Thần lại nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên, nói, vẫn được, không mất mạng. Chỉ thấy Diệp Thần tâm bẩn chỗ, thanh quang lấp lánh, một khối ngọc bội mảnh vỡ, kề sát tại trái tim của hắn bên trên, nở rộ thần mang, hóa thành thanh long xoay quanh gào thét,
chính là thanh long mảnh vỡ. Tại thanh long mảnh vỡ thủ hộ dưới, diệp thần tâm bẩn bên trong bốc lên virus, lập tức bị áp chế xuống. Nếu như nội thị trái tim của hắn, là có thể thấy trái tim của hắn, có từng sợi thanh quang thần mang bao quanh, bảo hộ lấy hắn tâm, bách độc bất xâm. Ngươi, làm sao có thể? Tiêu Cửu U thấy cảnh này, trực tiếp bối rối, hắn vốn còn nghĩ nhường diệp thần virus phát tác, trực tiếp dẫn nổ trái tim của hắn, nhưng không nghĩ tới, diệp thần có thanh long mảnh vỡ thủ hộ, lại là tự nhiên như không có chuyện gì, bách độc bất xâm. Bù! Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiêu Cửu U thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, quay người chạy như điên bỏ chạy, hoàn toàn không tiếp tục cùng Diệp Thần đánh xuống ý tứ. Hắn một thân tu vi, tất cả virus, Diệp Thần bách độc bất xâm, cái kia tu vi của hắn sẽ cùng phế bỏ, thật đánh lên đến, chỉ sợ không cần 10 chiêu, hắn sẽ chết trong tay Diệp Thần. Luân hồi chi chủ tại đây bên trong, Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy Đạo Nhân, Lạc Hạc Hiên, các ngươi nhanh chóng buông xuống. Bắt lấy tiểu tử này. Tiêu Cửu U cuồng chạy đi, ngửa mặt lên trời hô to, hắn biết mình không phải Diệp Thần địch thủ, chỉ có kêu gọi Vũ Điêu Lang đám người buông xuống, mới có thể giết ngược lại, tìm được một chút hy vọng sống. Tiếng la của hắn vừa dứt dưới, một cây lớn lớn như trời trụ cột nhà, liền theo núi lửa trong động quật bạo sát mà ra, phịch một tiếng, đưa hắn nện té xuống đất. Đó là Cửu Thiên Bàn Long trụ, Diệp Thần đánh ngã Tiêu Cửu U, tầm mắt phát lạnh. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, đều có từng đạo khí tức mạnh mẽ bắn mạnh tới. Rõ ràng, Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương đám người, đều nghe được Tiêu Cửu U thanh âm, lập tức đánh đến nơi. Còn muốn gọi người, ta trước hết giết ngươi. Diệp Thần nhanh lệ cười một tiếng, tay cầm đánh ra, một chiêu đạo tông đúc đan thuật, từng cái thần quang, bao phủ tại Tiêu Cửu U trên thân. Tiêu Cửu U a một tiếng hét thảm, tay tay chân chân thân thể đều đang vặn vẹo. Bị nghiền ép, máu tươi ào ạt, xương cốt vỡ vụn, rất nhanh liền bị nghiền ép thành một viên thuốc, lại tại Diệp Thần thiên hỏa năng lượng dưới, đan dược bốc hơi đi, hết thảy chất bẩn loại trừ, hóa thành một luồng tinh thuần đan khí. Hút! Diệp Thần há miệng hút vào, liền đem cái kia đan khí hấp thu, lập tức ầm ầm một tiếng, trong đầu tràn vào đủ loại trí nhớ cùng đạo pháp, là Tiêu Cửu U khi còn sống trí nhớ, còn có hắn tu luyện trí nhớ. Thế giới khải kỳ lục. Chương 4, virus lan tràn. Thiên tà ác bệnh khóa, virus thiên tai, virus ký sinh quyết, mà bệnh nhập mộng dẫn, quỷ độc mục nát xương thuật, phong hàn phệ tâm pháp. Không tệ không tệ, những tu luyện này pháp môn, cũng là cường hãn rất kinh khủng. Diệp Thần cảm ngộ trong đầu trí nhớ, lập tức lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Tiêu Cửu U là bệnh ách ma quân đệ tử, tận đến bệnh ách ma quân chân truyền. Đã nắm giữ thế giới khải kỳ lục chương 4, virus lan tràn pháp môn tu luyện. Thế giới khải kỳ lục có 9 chương, mỗi một chương đều là nghịch thiên hắc ám tồn tại, là sử thần tác phẩm đỉnh cao. Virus lan tràn thuộc chương 4, truyền thuyết một chương này hiện thế, vũ trụ nhật nguyệt tinh thần, thế gian sơn hà đại địa, chúng sinh hết thảy đủ loại, đều muốn bị virus ô nhiễm, lâm vào thống khổ dày vò bên trong. Theo một chương này virus lan tràn, diễn hóa ra trăm ngàn loại cùng virus tương quan hắc ám pháp môn, nắm giữ một loại đều có thể độc bộ một phương, phi thường cường hãn. Diệp Thần dung hợp Tiêu Cửu U trí nhớ, lập tức liền biết rồi đủ loại virus tương quan hắc ám thuật pháp. Bất quá này chút thuật pháp, mong muốn phát huy ra uy lực, Diệp Thần còn cần tiến một bước lĩnh hội diễn luyện mới được, mà lại cần hao phí tài nguyên đi tu luyện. Dù sao cũng là theo thế giới khải kỳ lục diễn sinh ra bí pháp, mong muốn luyện thành. Tự nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cảm nhận được Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Lạc Hạc Hiên đám người đem đến, Diệp Thần phóng xuất ra một luồng huyễn tuyết sương mù, nhanh chóng nhanh rời đi. Sương mù bay xa, Vũ Điêu Lang đám người mang theo số lớn cường giả, hàng lâm xuống. Bọn hắn chỉ thấy Tiêu Cửu U sau khi chết lưu lại huyết dịch, còn có Diệp Thần một tia lưu lại khí tức, nhưng Diệp Thần đã sớm đi xa yêu yêu, tại sương mù che lấp lại. Bọn hắn căn bản là không có cách khóa chặt Diệp Thần tung tích. Long Hải Thần Vương vẻ mặt âm trầm, tiến lên trước một bước, bấm ngón tay tính toán, bắt nơi này thiên cơ, trầm giọng nói, bệnh ách ma quân đệ tử Tiêu Cửu U, vừa mới bị luân hồi chi chủ giết, còn bị hắn luyện hóa thành đan khí nuốt. Tiêu Cửu U vừa chết, vạn tinh hải bên trong, hắn bố trí ký sinh virus, liền toàn bộ tán loạn mà đi. Trước đây bị virus ô nhiễm Long Hải Thần Cung cùng nước sạch cốc đám người. Lúc này đạo tâm đều thanh tỉnh rất nhiều,
mới vừa phát giác chính mình từng bị virus che đậy đạo tâm, đối Diệp Thần kéo căng cừu hận. Hiện tại virus tán đi, bọn họ nói tâm tỉnh ngộ, đối Diệp Thần cừu hận liền giảm bớt, nhiều hơn một cỗ kinh khủng cùng kiêng kỵ. Thanh Thủy đạo nhân nói, luân hồi chi chủ tiểu tử này, thủ đoạn thật sự là hung tàn a, thực lực cũng cường đại đến không biên giới, Tiêu Cửu U có thể là bệnh ách ma quân chân truyền, thế mà không có mấy lần liền bị hắn diệt sát. Chúng ta nghĩ muốn bắt hắn, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao? Lạc Hạc Hiên nói, hắn mạo phạm Sơn Thần, nhất định phải đưa hắn mang về Tinh Không Thần Sơn, giao cho các trưởng lão xử lý, như hắn thủy chung không chịu hiện thân liền cầm, cái kia liền tiếp tục phong tỏa Vạn Tinh Hải. Vũ Điêu Lang, Long Hải Thần Vương, Thanh Thủy đạo nhân nhìn nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tuy nói kéo dài phong tỏa Vạn Tinh Hải, sẽ cho bọn hắn mang đến đủ loại không tiện, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Lúc này Diệp Thần, đã an toàn trở lại Tinh Nguyên Động, đánh giết Tiêu Cửu U, khiến cho hắn thu hoạch tương đối khá, bệnh ách ma quân uy hiếp, xem như tạm thời giải trừ. Sau đó 3 ngày, Diệp Thần được sự giúp đỡ của Tinh Đạo Long Nữ, tiếp tục an tâm loại trừ trái tim còn sót lại virus. Cuối cùng, 3 ngày qua đi, Diệp Thần virus, tại tinh cổ san hô tẩm bổ dưới, hoàn toàn tiêu tan hết, trái tim không còn có một điểm hắc ám ô nhiễm. Hắn tình trạng, trực tiếp khôi phục được đỉnh phong, tinh thần sung mãn. Một ngày này, Lạc Hạc Hiên cũng chuẩn bị rời đi Vạn Tinh Hải, trở về Tinh Không Thần Sơn, vì Tinh Không Tranh Bá thi đấu làm chuẩn bị. 7 ngày sau đó, liền là Tinh Không Tranh Bá thi đấu bắt đầu tháng ngày, Nguyên Thiên Đế cũng sẽ ở này 7 ngày xuất quan, hắn nhất định cần trở về nghênh đón. Lạc Hạc Hiên thấy Diệp Thần Thủy Chung không chịu hiện thân, trong lòng rất là bất đắc dĩ, lãng thanh nói ra. Luân hồi chi chủ, ta liền lập tức muốn đi, ngươi như lại không hiện thân, này Vạn Tinh Hải, sẽ tiếp tục phong tỏa xuống, ngươi không có tham gia Tinh Không Tranh Bá thi đấu cơ hội, thậm chí về sau quãng đời còn lại, đều muốn bị vây chết ở chỗ này. Hắn lời nói này nói đến 10 điểm nghiêm trọng, mà lại cũng tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, phong tỏa Vạn Tinh Hải xâm minh u tượng trận. Chính là địa phủ tà quân tự tay chế tạo, cùng thiên đạo địa mạch tương dung, năng lượng cuồn cuộn không dứt, chỉ cần thiên đạo bất diệt, địa phủ tà quân bất tử, tòa đại trận này liền có thể vĩnh hằng tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ coi không nghe thấy, cũng không có đáp lại Lạc Hạc Hiên. Lạc Hạc Hiên thấy Diệp Thần không có trả lời, thở dài một tiếng, nói, luân hồi chi chủ, đường là chính ngươi chọn, không nên hối hận, ta đi. Dừng một chút, lại nói, ta đi thật. Diệp Thần im lặng, từ đầu đến cuối không có đáp lại. Lạc Hạc Hiên đi. Vạn Tinh Hải bên trong, Long Hải Thần Cung, Thanh Thủy Cốc, Chiêu Dương Hải Điện tam đại thế lực, đều là đối Diệp Thần chửi mắng không thôi, tràn ngập phẫn hận. Bởi vì, xâm minh u tượng trận phong tỏa, cũng cho bọn hắn mang đến to lớn không tiện. Mà còn chờ Tinh Không Tranh Bá thi đấu kết thúc, là chủ giám khảo Sơn Thần, bận rộn hoàn tất về sau, khẳng định sẽ đích thân buông xuống, bắt lấy Diệp Thần. Đến lúc đó, toàn bộ Vạn Tinh Hải, đều có thể đi theo Diệp Thần chôn cùng. Sơn Thần tính tình, tại Sơn Thần giới bên trong, là có tiếng dữ dằn lãnh khốc, thiên uy vô đạo, giết người vô tình, dám mạo phạm hắn, xuống chàng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Diệp Thần tại Lạc Hạc Hiên đi về sau, lặng yên theo Tinh Nguyên Động đi ra, mượn Tuyết Hiên Thần đăng sương mù che lấp, đi vào mặt biển chỗ. Vạn Tinh Hải mặt biển, bị xâm minh u tượng trận phong tỏa. Hải trung ương to lớn uy mãnh chấn ngục thần tượng, mang cho người ta vô cùng áp bách. Toàn bộ trận pháp, giống như là một tầng kết giới tinh bích hệ, một mực gắn vào Vạn Tinh Hải phía trên. Thái Thản Tinh đấu quyền. Diệp Thần nếm thử vung ra một quyền, quyền thế thao thiên, đủ để phá diệt tinh thần, hung hăng nện ở cái kia trận pháp trên vách thủy tinh. Nhưng, quả đấm của hắn, nhưng thật giống như đập vào một đoàn hỗn độn bông vải bên trong, lại như nê nghiêu nhập hải, tất cả lực lượng đều bị một cỗ vô hình pháp tắc trừ khử đi, căn bản là không có cách dung chuyển cái kia xâm minh u tượng trận bản thân. Trong mắt trận chấn ngục thần tượng, thân thể an ổn bất động như núi, không có nửa điểm bị dung chuyển bộ dáng. Trận pháp này, không dễ phá a. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, chính hắn cũng tinh thông trận pháp tu vi, hiện tại tự mình tiếp xúc đến cái này xâm minh u tượng trận, hắn liền thấy này trận tinh diệu, đã cùng thiên đạo địa mạch hòa làm một thể. Mong muốn đánh vỡ, cùng cấp muốn nghịch chuyển thiên địa, vô cùng khó khăn. Thử một chút kính tượng truyền tống. Diệp Thần tâm niệm vừa động, lại thi triển kính tượng hình chiếu truyền tống thủ đoạn,
muốn đem chính mình thân thể, quăng đưa ra ngoài, nhưng cũng là bị một cỗ vô hình pháp tắc năng lượng ngăn cản, hắn hình chiếu vô pháp đột phá trận pháp phong tỏa. Không được. Song xà tròm sao, không gian cổ xà. Diệp Thần lại đổi một loại phương pháp, phóng xuất ra song xà tròm sao, điều động không gian cổ xà không gian chi lực, nhưng vẫn là không cách nào truyền tống ra ngoài, vạn tinh hải trên dưới chỗ có không gian đều bị trấn áp phong tỏa. Đừng uổng phí sức lực, người không phá hết. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ ôm tiểu la bạc, nhàn nhạt hướng Diệp Thần nói. Tiền bối, người có biện pháp sao? Diệp Thần hỏi, hắn cũng nhìn ra, nghĩ dựa vào chính mình thực lực, phá vỡ địa phủ tà quân bày ra trận pháp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tinh đạo long nữ nói, chờ mấy ngày đi, chờ tiểu la bạc hoàn toàn dung hợp kiếp trước lực lượng, ta liên thủ với hắn, lại thêm huyết long, hẳn là không sai biệt lắm. Trước đó tiểu la bạc đã thức tỉnh kiếp trước hắc hùng cự yêu lực lượng, bây giờ còn tại dung hợp tiêu hóa bên trong. Chờ hắn dung hợp hoàn tất, nhất định có khả năng bộc phát ra kinh thiên uy năng. Được a, cũng chỉ có thể như thế. Diệp Thần bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, hắn lại hỏi thăm, sẽ không chậm trễ tinh không tranh bá thi đấu canh giờ a. Tinh đạo long nữ nói, hẳn là sẽ không, nhưng ta có thể nói cho ngươi, coi như ta cùng tiểu la bạc huyết long hợp lại, cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận pháp này. Diệp Thần sững sờ, trầm tư một lát, nhân tiện nói, cái gì, các ngươi hợp lại còn không phá nổi. Trận pháp này có khó như vậy phá? Tinh đạo long nữ nói, không phải, chủ yếu là thời gian quá cấp bách, nếu như cho ta 10 năm thời gian 8 năm, chính ta là có thể phá trận, nhưng nếu là chỉ có mấy ngày, ta không dám hứa chắc thành công. Diệp Thần cái trán lập tức toát ra hắc tuyến, tinh không tranh bá thi đấu đối với hắn phi thường trọng yếu, nếu là tinh đạo long nữ cùng tiểu la bạc, huyết long hợp lại, đều không thể trước tiên phá trận, vậy thì phiền toái. Bất quá khi cái này liên quan đầu, Diệp Thần cũng không có cái khác biện pháp tốt, cũng chỉ có thể chờ đợi. Như thế lại qua 3 ngày, khoảng cách tinh không tranh bá thi đấu bắt đầu, chỉ còn lại có cuối cùng 4 ngày. Tiểu la bạc kiếp trước lực lượng, không sai biệt lắm dung hợp hoàn thành, phá trận thời khắc cũng nhanh đến tới. Một ngày này, Diệp Thần đã thấy vạn tinh hải phía trên, thánh quang sáng chói, trắng bạc thần thánh hào quang, nóng rực lóa mắt, một điểm điểm ánh sáng chói lọi như là cỗ sao băng vung rơi xuống. Điểm điểm thánh quang bên trong mang theo hừng hực rộng rãi thiên đạo nguyên khí, cùng không khí chấn động phát ra dữ dằn nổ vang, sau đó lại chuyển hóa thành sử thi bài hát ca tụng ngâm sướng. Thánh quang rơi xuống vạn tinh hải bên trong, nguyên bản xanh thẳm nước biển, đều phảng phất hóa thành thần thánh màu trắng bạc, sáng chói chói mắt. Diệp Thần tiếp xúc đến cỗ này thánh quang, chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, như là đạt được nghịch thiên chúc phúc, tu vi thế mà dục dịch, thật giống như là muốn đột phá. Trước đó không lâu, Diệp Thần vừa mới vừa đột phá đến thần đạo cảnh 9 tầng trời trung giai, hiện tại lại sắp đột phá rồi, này thánh quang chúc phúc hiệu quả, thực sự quá cường liệt. Vạn tinh hải bên trong, có từng đạo thần quang cùng cái kia thánh quang chúc phúc cộng minh, từng đợt kinh hỉ thanh âm truyền ra. A, là thánh quang chúc phúc, nguyên thiên đế hình đại nhân xuất quan. Tốt hừng hực thánh quang, ta đột phá, ta cũng đột phá, cảm ơn trời đất. Nguyên thiên đế đại nhân chúc phúc, thật sự là thao thiên vô địch a. Chẳng lẽ, nguyên thiên đế đại nhân đột phá thiên đạo hạn chế, thực lực của hắn làm sao so dĩ vãng mạnh mẽ nhiều như vậy? Vô số khiếp sợ thanh âm, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai. Vạn tinh hải tam đại thế lực, Long Hải Thần Cung, Thanh Thủy Cốc, Chiêu Dương Hải Điện, thật nhiều võ giả, đều chiếm được thánh quang chúc phúc, rất nhiều người tu vi đột phá. Này thánh quang chúc phúc, uy năng cuồn cuộn. Đơn giản vượt qua người tưởng tượng, là nguyên thiên đế xuất quan ban thưởng chúc phúc khí tượng. Từ nơi này chúc phúc khí tượng phán đoán, nguyên thiên đế thực lực, khẳng định so dĩ vãng mạnh lớn. Dĩ vãng nguyên thiên đế, là siêu phẩm thiên đế, mặc dù mạnh mẽ, nhưng ít ra là có thể lý giải, có thể nói nói. Nhưng bây giờ, hắn thánh quang chúc phúc khí tượng, như thế hừng hực cuồn cuộn, bản thân của hắn thực lực, chỉ sợ đã không thể nào hiểu được. Vô pháp dùng thế gian ngôn ngữ đi miêu tả, không thể nói nói. Nguyên thiên đế tiền bối xuất quan, lớn như vậy chúc phúc khí tượng, chẳng lẽ thực lực của hắn, thật đột phá thiên đạo hạn chế, một lần nữa trở lại không thể nói cảnh giới. Diệp Thần tâm bên trong suy nghĩ phun trào, bây giờ thiên đạo, đi qua mạt pháp thời đại tổn thương, không có thời đại viễn cổ như vậy hoàn mỹ cường hãn, xuất hiện khuyết tổn.
này đưa đến thời thế hiện nay, vô pháp sản sinh ra thời đại viễn cổ loại kia không thể nói cường giả, cửu phẩm thiên đế liền là bình thường cực hạn, coi như có thể siêu việt cực hạn này, cũng chỉ là siêu phẩm thiên đế, không có khả năng tái hiện viễn cổ rực rỡ. Nhưng bây giờ, nguyên thiên đế thánh quang khí tượng, mênh mông như vậy nóng rực, đã siêu việt siêu phẩm thiên đế cảnh giới, Diệp Thần hoài nghi hắn một lần nữa về tới không thể nói cảnh giới. Nhưng dùng bây giờ thiên đạo, hoàn toàn không đủ để chống đỡ loại cảnh giới này. Diệp Thần rất là tò mò, hết sức muốn tự mình đi gặp nguyên thiên đế. Chỉ bất quá, hắn bị nhốt tại vạn tinh hải bên trong, hiện tại cũng ra không được. Long Vương tỷ tỷ, phụ thân, ta đã hoàn toàn dung hợp kiếp trước lực lượng, chúng ta bây giờ là muốn phá trận ra ngoài sao? Lúc này, Tiểu La Bạc phát ra tiếng, vừa mới nguyên thiên đế thánh quang chúc phúc, cũng làm cho hắn tiền lời, tăng nhanh dung hợp kiếp trước tiến độ, hiện tại đã hoàn toàn dung hợp tiêu hóa. Nguyên thiên đế xuất quan, như thế đại khí tượng, tốt nhất chúng ta cũng có thể tận mắt đi xem một chút, động thủ đi, trực tiếp phá trận ra ngoài. Tinh đạo long nữ rơi xuống quyết đoán, chuẩn bị cùng Tiểu La Bạc còn có huyết long hợp lại, cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa trận. Chờ một chút. Diệp Thần tâm đầu khẽ động, ngừng lại tinh đạo long nữ. Làm sao? Tinh đạo long nữ nghi hoặc. Chỉ thấy Diệp Thần lấy ra Tuyết Hiên thần đăng, này Tuyết Hiên thần đăng, trước đó hắn dùng rất nhiều thiên tài địa bảo chữa trị qua, hiện tại, nguyên thiên đế thánh quang chúc phúc hạ xuống, Tuyết Hiên thần đăng thế mà cũng đã nhận được tẩm bổ, tiến một bước chữa trị, từng tia linh tính tản ra. Đăng thần, tô tỉnh đi. Diệp Thần tầm mắt nhìn chằm chằm Tuyết Hiên thần đăng, lớn tiếng kêu gọi dâng lên, hắn thấy Tuyết Hiên thần đăng nội bộ, có cái gì khí linh muốn khôi phục. Tại Diệp Thần tiếng kêu hạ xuống về sau, chỉ thấy Tuyết Hiên thần đăng miệng bình, phun ra một luồng trắng xóa sương mù bên trong truyền ra một đạo sức sống bốn phía thanh âm. Ai nha nha, là ai tỉnh lại ta? Chỉ thấy một cái nữ tử tóc trắng, tướng mạo mềm mại tuổi trẻ, hai mắt lại phảng phất khám phá vạn thế tăng thương, khóe miệng mang theo một tia xinh đẹp nụ cười, theo trong sương mù nổi lên. Ngươi là Tuyết Hiên thần đăng đăng thần. Diệp Thần tầm mắt lập tức sáng lên, hỏi. Là ta, hì hì, để cho ta xem ngươi là ai. Nữ tử tóc trắng dò xét Diệp Thần liếc mắt, sau đó nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra gặp quỷ biểu lộ, thét to, luân hồi chi chủ, tại sao là ngươi? Diệp Thần nói, tại sao không thể là ta? Nữ tử tóc trắng có chút ngẩn người, nói, ngươi chấp trưởng chư thiên luân hồi, chí cao vô thượng, còn cần muốn ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng gì? Diệp Thần lắc lắc đầu nói, bây giờ ta chẳng qua là hạ vị thần. Nữ tử tóc trắng lại là khẽ giật mình, lại ngưng thần nhìn một chút Diệp Thần, thấy Diệp Thần đích thật là hạ vị thần về sau, nàng thở dài một hơi, lại lộ ra nụ cười, nói, ồ a, tốt, nguyên đến lúc còn chưa đi đến phần cuối, ngươi còn đang trưởng thành, cái kia rất tốt, hì hì, có thể tại ngươi trưởng thành trên đường ra một phần lực, đem đến lúc quy khư về sau, ngươi có thể được bảo hộ ta từng cái. Diệp Thần nói, thời gian nào quy khư? Nữ tử tóc trắng khoát khoát tay, hì hì cười nói, về sau ngươi liền hiểu a, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì nghĩ thực hiện, làm đăng thần, ta có thể giúp ngươi thực hiện ba cái nguyện vọng. Nàng duỗi ra ba ngón tay, tại Diệp Thần trước mặt run lên. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, xem ra đăng thần truyền thuyết là có thật, hắn hỏi, nguyện vọng gì đều có thể thực hiện sao? Nữ tử tóc trắng hít mũi một cái. Tựa hồ thấy pháp tắc trong thiên địa, hơi khác thường, nói, chờ một chút. Nàng duỗi ra tinh tế có chút non nớt tay, huyễn hóa ra một khỏa nho nhỏ khối Rubik, cái kia khối Rubik đúng là thiên đạo khối Rubik. Nữ tử tóc trắng nhìn một chút trong tay thiên đạo khối Rubik cái bóng, biến sắc, nói, ôi, thiên đạo bị hao tổn lại nghiêm trọng như vậy, lực lượng của ta nguồn gốc từ thiên đạo bị hao tổn, ta cũng muốn đi theo gặp nạn á. Diệp Thần cau mày nói, người đến cùng được hay không? Hắn còn tưởng rằng đăng thần thật không gì làm không được, có thể giúp hắn thực hiện hết thảy nguyện vọng, nhưng hiện tại xem ra, thế gian cũng không có chuyện tiện nghi như vậy. Nữ tử tóc trắng có chút xấu hổ, cười nói, thật có lỗi, luân hồi chi chủ, lớn nguyện vọng, ta khả năng thực hiện không được rồi, nhưng ngươi có cái gì nhỏ tâm nguyện, ta vẫn là có thể giúp ngươi thực hiện, tỉ như ngươi muốn cho người nào thích bên trên ngươi, hoặc là muốn phục sinh người nào. Hoặc là nghĩ muốn vàng bạc châu báu gì, hy thế kỳ chân, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Diệp Thần vẻ mặt hơi chậm, trong lòng sớm có mưu tính, nói, giúp ta rời đi nơi này, nắm ta truyền tống đi tinh không thần sơn,
có thể hay không làm đến. Nghe vậy, nữ tử tóc trắng mừng rỡ, gật đầu nói, có khả năng, cái này đơn giản. Đây là người nguyện vọng thứ nhất, còn có hai cái nguyện vọng là cái gì? Diệp thần nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, người trước giúp ta rời đi nơi này lại nói. Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nghe được Diệp thần, có chút giật mình, nói tiểu gia hỏa, người muốn lãng phí một cái nguyện vọng. Người nghĩ rời đi nơi này, ta cùng tiểu la bạc có thể giúp người phá trận. Diệp thần nói, không cần, tiền bối, ngươi cùng tiểu la bạc huyết long phá trận, vẫn có chút nguy hiểm, không có thể bảo chứng tuyệt đối thành công, liền để đăng thần truyền tống chúng ta rời đi. Tinh đạo long nữ nhếch miệng, rất là hoài nghi nhìn một chút cô gái tóc trắng kia liếc mắt, nói tại sao ta cảm giác cái này đăng thần, so ta còn không đáng tin cậy. Chỉ thấy cái kia tóc trắng đăng thần, trừng mắt nhìn, ngắm nhìn Diệp thần, nói, luân hồi chi chủ, ta chuẩn bị thi pháp đưa ngươi rời đi. Đưa ngươi đi tinh không thần sơn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp thần hỏi, ngươi xác định có thể an toàn đưa ta rời đi? Cũng cam đoan nhất định đưa đến tinh không thần sơn. Tóc trắng đăng thần lộ ra một tia khiếp nhược biểu lộ, xấu hổ ho khan một thoáng, nói. Không có vấn đề, hẳn là có khả năng, tin tưởng ta đi, luân hồi chi chủ, ta có thể là đăng thần. Diệp thần cũng rất là hoài nghi nhìn đăng thần liếc mắt, cũng thấy nàng có chút không đáng tin cậy. Nhưng khi cái này liên quan đầu, cũng chỉ có thể thử một chút, nhân tiện nói, Nguyên Thiên Đế bây giờ xuất quan, ngươi liền đem ta đưa đến trước mặt hắn. Hắn nghĩ đến chính mình đắc tội Sơn Thần lại là tinh không tranh bá thi đấu quan chủ khảo, nghĩ không bị làm khó dễ, chỉ có thỉnh Nguyên Thiên Đế ra mặt giải quyết. Đăng Thần nói, tốt tốt tốt, luân hồi chi chủ, ta liền đưa ngươi đi, ngươi còn có hai cái nguyện vọng. Đăng Thần nháy mắt mấy cái, hai tay kết ấn. Một tia sáng trắng tràn vào, bao phủ lại Diệp thần. Tiếp theo sát, Diệp thần thân thể, liền bị truyền tống đi. Diệp thần chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, ánh mắt hoa lên, lại sáng lên, cảnh sắc trước mắt đã biến, hắn bị truyền tống đến một nơi xa lạ, nơi này không còn là vạn tinh hải, chung quanh sơn thủy thanh tú, phồn hoa trải đất, là một cái hoa mỹ biển hoa, từng đóa màu trắng đổ mi, đón gió chập chờn, trong không khí truyền đến thấm người hương hoa. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta quả nhiên bị truyền tống ra tới, nơi này là tinh không thần sơn. Nguyên Thiên Đế ở đâu? Diệp thần nhíu mày nhìn chung quanh, cảm thấy có điểm không ổn, hắn chỗ đổ mi biển hoa, là tại một chỗ trong sơn cốc, ngoài sơn cốc bầu trời, có thể thấy có một tòa tòa phá toái hòn đảo, như mảnh vỡ thiên thạch, hợp thành một cái dây lưng, vây quanh ngọn núi xoay tròn lấy. Thấy bên ngoài thiên đảo phá toái cảnh tượng, Diệp thần liền xác định, nơi này thật là tinh không thần sơn, nhưng hắn cũng không có bị truyền tống đến tinh không thần sơn quảng trường bên trên, càng không thấy Nguyên Thiên Đế, nơi này hẳn là tinh không thần sơn một chỗ vô cùng vắng vẻ u cốc, không khí vắng lặng, không thấy bóng người. Tinh không thần sơn là phi thường lớn, như thiên trụ, đỉnh thiên lập địa, nguy nga mấy vạn trượng, giống Diệp thần dưới chân này loại vắng vẻ sơn cốc, không biết có mấy ngàn cái. Hừ hừ, xem ra cái kia đăng thần vẫn là không đáng tin cậy. Chúng ta đều bị truyền tống đến địa phương nào? Luân hồi mộ địa bên trong, tinh đạo long nữ nhìn thấy chung quanh cảnh tượng, liền biết truyền đưa xuất hiện sai lầm. Diệp thần tuy bị truyền đưa đến tinh không thần sơn, nhưng cũng không có được đưa đến Nguyên Thiên Đế trước mặt. Nguyên Thiên Đế xuất quan thánh quang chúc phúc, đã tiêu tán, Diệp thần có thể mơ hồ nghe được dưới núi truyền đến huyên náo âm thanh, nhưng cách xa nhau quá xa, hắn cũng không biết cụ thể cảnh tượng. Hắn đem Tuyết Hiên thần đăng lấy ra. Muốn hỏi hỏi đăng thần, lại phát hiện đăng thần đã ngủ say. Nàng đã ngủ, Diệp thần lập tức bất đắc dĩ. Tinh đạo long nữ hừ một tiếng, nói, đèn này thần quả nhiên không đáng tin cậy, còn nói ba cái nguyện vọng đâu, chẳng qua là một cái nguyện vọng liền hao hết lực lượng của nàng, hơn nữa còn không có tinh chuẩn thực hiện. Diệp thần cảm thụ một chút đăng thần khí tức, nói, nàng lực lượng còn không có hao hết, chẳng qua là ngắn ngủi ngủ say. Hẳn là qua một đoạn thời gian liền có thể tỉnh táo. Tinh đạo long nữ nói, đừng quản cái này đăng thần, không đáng tin cậy đồ vật, chúng ta nhanh đến dưới núi đi, ta muốn gặp Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế xuất quan, thánh quang chúc phúc khí tượng minh mông như vậy, hắn rất có thể đột phá thiên đạo hạn chế, trở lại không thể nói chi cảnh. Tinh đạo long nữ cũng muốn kiến thức một chút Nguyên Thiên Đế phong thái, đã ở núi khác, có thể công ngọc, nói không chừng nàng cũng có thể quan sát ra đồ vật gì. Nhưng thực lực bản thân khôi phục, thậm chí đột phá.
Diệp Thần gật gật đầu, liền muốn đi ra khỏi sơn cốc, đi tới dưới núi quảng trường. Hắn đại khái có thể cảm giác được, tinh không tranh bá thi đấu người dự thi, thiên nữ, Chu Võ Hoàng, Ma Phi Thiên đám người, còn có làm bạn đến đây xem lễ Hồng Quân lão tổ, Chu Mục Thần, Hùng Phách Thiên, Cốt Thiên Đế, Kính Thiên Đế đám người, đều dưới chân núi quảng trường bên trên tụ tập. Mọi người vây xem Nguyên Thiên Đế xuất quan, hạng gì thịnh hội, Diệp Thần cũng không muốn bỏ qua. Uy, xin hỏi, là, Luân Hồi Chi Chủ sao? Ngay tại Diệp Thần nghĩ muốn đi ra khỏi sơn cốc thời điểm, hắn lại nghe được Đồ Mi Biển Hoa chỗ sâu, truyền đến một cỗ nhẹ nhàng tiếng kêu. Nghe được này tiếng kêu, Diệp Thần tâm bẩn không hiểu mãnh liệt nhảy một cái, theo tiếng đi qua, đã thấy tại biển hoa chỗ sâu, phồn hoa thấp thoáng ở giữa, một nữ tử nằm tại trong biển hoa, không nhúc nhích, giống như bị định thân, chỉ có mắt mở to. Nữ mới tử da thịt tuyết trắng, tướng mạo cực đẹp, dáng người đầy đặn, khí chất như thương hải minh nguyệt cao nhã thanh lệ, không biết là bị nguyền rủa vẫn là định thân cái gì, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lộ ra yếu đuối mà tội nghiệp. Nàng một đôi mắt, là thương hải xanh thẳm màu lam, óng ánh trong suốt, vô cùng thâm thúy, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền phảng phất lâm vào nàng thâm thúy trong đôi mắt, không thể tự thoát ra được. Diệp Thần thấy nữ tử này, chỉ một thoáng như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Nữ tử này đúng là Hải Nguyệt Thần Nữ. Hải Nguyệt Thần Nữ, là ngươi. Diệp Thần lui về phía sau hai bước, trừng to mắt, vô cùng giật mình nhìn trước mắt nữ tử. Ta gọi Tiêu Mộng Ly, Hải Nguyệt Thần Nữ là kiếp trước của ta, cũng xem như ta đi. Luân Hồi Chi Chủ, nghĩ không ra ngươi sẽ lại tới đây, ta hướng thiên cầu nguyện, thượng thiên nói cho ta biết nói, chỉ có Luân Hồi Chi Chủ có thể cứu ta. Ngươi là làm sao tới được nơi này? Bên ngoài có một đầu cửu sắc lôi trạch trông coi, thiên đế đều không thể tới gần, ngươi thế mà có thể đi vào. Nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn nhu bên trong mang theo điểm nhàn nhạt đau thương ý vị. Diệp Thần chấn kinh, nữ tử này, quả nhiên là Hải Nguyệt Thần Nữ. Hắn là bị đăng thần truyền đưa tới, vấn đề này thực sự quá ly kỳ, hắn cũng không tiện mở miệng, hỏi. Hải Nguyệt Thần Nữ, ngươi làm sao lại nằm tại đây bên trong? Ngươi là thụ thương còn là thế nào? Hắn thấy Hải Nguyệt Thần Nữ cũng không nhúc nhích, rõ ràng có gì đó quái lạ. Nữ tử mỉm cười nói, Luân Hồi Chi Chủ, có thể gọi ta Mộng Ly A. Dù sao Hải Nguyệt Thần Nữ chẳng qua là kiếp trước của ta, ở kiếp này ta, gọi Tiêu Mộng Ly. Diệp Thần ừ một tiếng, liền đổi giọng gọi nói, Mộng Ly cô nương. Chỉ nghe tại Diệp Thần trong cơ thể, Luân Hồi Thiên Quốc bên trong, tinh Hải Long Đế Tiêu rực rỡ tinh lớn tiếng kêu lên. Nữ nhi của ta, Luân Hồi Chi Chủ, mau đưa ta phóng xuất, thanh âm 10 điểm xúc động. Diệp Thần liền đem tinh Hải Long Đế phóng ra. Tinh Hải Long Đế nhìn thấy nằm dưới đất Tiêu Mộng Ly, thân thể run rẩy, vẩn đục nước mắt theo trong hốc mắt dũng mãnh tiến ra, hắn run giọng nói. Nữ nhi bảo bối, ngươi, ngươi lớn lên, cảm ơn trời đất, ngươi còn sống, thậm chí nguyên âm không mất, ta coi là, ngươi đã bị sơn thần lão quỷ kia lãng phí chết rồi. Hắn quỳ xuống, đưa tay muốn đi vuốt ve Tiêu Mộng Ly gương mặt. Cha, là ngươi. Tiêu Mộng Ly nhìn thấy Tinh Hải Long Đế. Cũng là rất đỗi chấn kinh, thấy Tinh Hải Long Đế đưa qua tới tay, nàng vừa lớn tiếng kêu lên, đừng đụng ta. Tinh Hải Long Đế ngẩn ngơ, tay cầm dừng tại giữ không trung, nói, làm sao? Tiêu Mộng Ly trong hốc mắt có nước mắt quay tròn, nói cha, không được đụng ta, không phải ta liền phải chết, các ngươi cũng muốn đi theo bị tạc chết. Tinh Hải Long Đế mở mịt, nói, đây là có chuyện gì? Tiêu Mộng Ly nói, sơn thần tại dưới người của ta chôn một khỏa âm lôi con, chỉ cần ta nhận ngoại lực đụng vào, hoặc là thân thể có chút di chuyển, âm lôi liền sẽ nổ tung, đem đậu má chết. Tinh Hải Long Đế kinh hãi, nói cái gì? Diệp Thần nhướng mày, nói, Mộng Ly cô nương, sơn thần là muốn giết ngươi sao? Tiêu Mộng Ly trên mặt lộ ra một vệt đắng chát vẻ mặt, nói đúng vậy, hắn muốn coi ta là thành tế phẩm, hiến cho chủ. Nhưng hắn lại không muốn mang giết vợ tội nghiệt, cho nên ngay tại dưới người của ta chôn một khỏa âm lôi, dạng này chỉ cần ta có chút chuyển động, dẫn nổ âm lôi bị tạc chết, kia chính là ta vấn đề, không phải tội lỗi của hắn. Diệp Thần con ngươi co vào, thấy run rẩy một hồi, tê cả ra đầu. Sơn thần thủ đoạn này, không khỏi quá hung ác đáng sợ một chút. Hắn nếu như trực tiếp giết chết Tiêu Mộng Ly, cái kia cũng là có thể miễn đi Tiêu Mộng Ly thống khổ.
nhưng bố trí như thế một cái âm lôi bẫy dập, nhưng Tiêu Mộng Ly không thể động đậy, thật sự là vô cùng dày vò. Tinh Hải Long Đế cực kỳ chấn động, nói cái gì chủ, hắn lại muốn đem ngươi trở thành tế phẩm. Đồ chết tiệt, ta muốn giết hắn. Hắn đứng dậy, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nghĩ muốn tìm Sơn Thần báo thù, nhưng đi ra hai bước, liền phát hiện mình đan điền rỗng tuếch, tu vi sớm đã bị phế bỏ, hắn cũng không có tư cách cùng Sơn Thần đối kháng, không khỏi một hồi tinh thần chán nản. Tiêu Mộng Ly nói chủ, chính là chủ nhân hoặc là chúa tể, chính là trung cực chi thần, là tinh không bỉ ngạn chí cao thần linh, Sơn Thần tin tưởng có chúa tể tồn tại, hắn muốn coi ta là tế phẩm hiến cho chủ, dùng tìm kiếm chúc phúc. Nghe nói lời ấy, Diệp Thần tầm mắt chìm xuống, trung cực chi thần truyền thuyết, hắn cũng đã được nghe nói nhiều lần, thế gian này, có không ít người, thậm chí bao gồm hồn thiên đế ở bên trong, đều tin tưởng có trung cực chi thần tồn tại, cũng chính là cái gọi là chủ. Mộng Ly cô nương, ta trước cứu người ra tới lại nói, ta dùng thần giáp mệnh tinh mảnh vỡ, bảo vệ ngươi thân thể, dạng này coi như kia cái gì âm lôi nổ tung, cũng sẽ không tổn thương đến ngươi. Diệp Thần tế ra thanh long mảnh vỡ, liền muốn chuẩn bị cứu người. Tinh Hải Long Đế liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, nữ nhi ngoan, ta cùng luân hồi chi chủ trước cứu ngươi ra tới, đằng sau chúng ta lại đi tìm Sơn Thần báo thù. Tiêu Mộng Ly cười khổ một tiếng, nói cứu không được, đây là tử cục, dưới người của ta chôn lấy âm lôi, là trong truyền thuyết Thái Ất âm lôi, chính là thập đại cổ thần khí một trong, đủ để nổ chết thiên đế, luân hồi chi chủ, người thần giáp mệnh tinh, chưa hẳn có thể giữ được ta. Diệp Thần nói, yên tâm, Mộng Ly cô nương, tin tưởng ta, ta mệnh tinh, đủ để bảo vệ tính mệnh của ngươi chu toàn. Tiêu Mộng Ly nói, vậy cũng không được, cái kia Thái Ất âm lôi 10 điểm linh mẫn, ta chỉ cần thoáng nhận ngoại lực đụng vào, liền lập tức sẽ đem chi dẫn nổ, người thần giáp mệnh tinh chỉ cần chạm đến ta, chỉ sợ còn chưa kịp bày ra, ta liền bị nổ chết rồi. Nghe vậy, Diệp Thần vẻ mặt lập tức chìm xuống, cái này đích xác là một cái nguy hiểm. Hắn bấm tay suy tính một thoáng cắt hung, quả nhiên liền phát hiện, nếu như dùng thanh long mảnh vỡ, đi cứu Tiêu Mộng Ly, thập tử vô sinh, hắn thanh long thần giáp, còn không có bày ra phòng hộ, Tiêu Mộng Ly liền bị nổ chết rồi. Tinh Hải Long Đế khẽ cắn môi, nói, luân hồi chi chủ, đăng thần đâu? Mau gọi đăng thần ra tới cứu một thoáng a. Hắn cứu nữ sốt ruột, thanh âm tràn ngập nôn nóng. Diệp Thần nói, đăng thần đã ngủ say. Muốn trễ chút thời gian mới có thể tỉnh táo. Tinh Hải Long Đế bi thiết nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn nhìn ta nữ nhi chờ chết ở đây? Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, nói tiền bối không cần lo lắng, chờ qua một thời gian ngắn, đăng thần tô tỉnh, ta cầu nguyện mời nàng cứu ra Mộng Ly cô nương là được. Tiêu Mộng Ly nghe được chính trong mình có thể cứu, mỉm cười, nói cái kia thật đúng là quá cảm ơn ngươi, luân hồi chi chủ, ta liền biết, thượng thiên sẽ không gạt ta. Ngươi nhất định có khả năng cứu vớt ta. Lại hướng Tinh Hải Long Đế nói, cha, ngươi không muốn vội như vậy, từ từ sẽ đến đi, ngược lại ta đều đợi lâu như vậy, cũng không quan tâm đợi thêm mấy ngày. Tinh Hải Long Đế thoáng bình phục tâm tình, nói luân hồi chi chủ, ta đây liền lưu tại nơi này, bồi tiếp nữ nhi của ta, ngươi đi dự thi chính là, nhưng chờ đăng thần thức tỉnh, ngươi nhất định phải trở về. Diệp Thần nói, tự nhiên. Tiêu Mộng Ly lại có chút chần chờ nói, hỏng bét, các ngươi là bị đăng thần truyền đưa tới. Vậy các ngươi làm sao ra ngoài? Sơn cốc bên ngoài, có một đầu cửu sắc lôi trạch trông coi, đó là Sơn Thần tọa hạ thần thú, đủ để đạp nát thiên đế, các ngươi nếu như bị cửu sắc lôi trạch phát hiện, chỉ sợ một con đường chết. Diệp Thần sầm mặt lại, nghĩ không ra còn có loại vấn đề này, hắn trầm ngâm nói, ta có chút thủ đoạn, hẳn là có khả năng thoát thân. Tiêu Mộng Ly nói, không được, cái kia cửu sắc lôi trạch 10 điểm cường hãn, thủ đoạn gì đều không dùng. Dừng một chút, nàng còn nói thêm, đúng, chờ qua mấy ngày, tinh không tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu, cái kia cửu sắc lôi trạch hẳn là cũng sau đó núi xem lễ, đến lúc đó, luân hồi chi chủ, người có khả năng thừa cơ ra ngoài. Người bây giờ đi ra ngoài, coi như có thể đột phá cửu sắc lôi trạch trấn thủ, nhưng rước lấy Sơn Thần, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Thần thực lực hết sức đáng sợ, toàn bộ chân lý sẽ, chỉ có Nguyên Thiên Đế có thể áp chế hắn, nếu như bị Sơn Thần phát hiện các ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế tướng liếc mắt một cái, tự nhiên cũng biết Sơn Thần lợi hại, không khỏi trong lòng ngưng trọng. Tinh Hải Long Đế nói, luân hồi chi chủ,
cái kia không có biện pháp, liền ở chỗ này chờ lấy đi. Diệp Thần bất đắc dĩ, cũng chỉ đành như thế, mạnh mẽ xông tới đi ra nguy hiểm quá lớn, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. May mắn hắn có Tuyết Hiên Thần đang sương mù che lấp, thiên cơ che giấu, chỉ cần không chủ động bại lộ, liền sẽ không bị Sơn Thần cùng Cửu Sắc Lôi Trạch phát hiện. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, Sơn Thần liền là quan chủ khảo, hiện tại cũng chính là bận rộn thời điểm, không sẽ phát hiện Diệp Thần chỗ. Diệp Thần cùng Tinh Hải Long Đế, liền làm bạn tại Tiêu Mộng Ly bên người, chờ đợi lấy tinh không tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Mộng Ly nằm tại trong biển hoa, động cũng không thể động. Bộ dáng thoạt nhìn 10 điểm tội nghiệp, bất quá nàng tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không lấy vì dày vò, thủy chung mang theo ôn nhu điềm tĩnh biểu lộ. Diệp Thần có nghĩ qua, vận dụng đại hoang thâu thiên thuật, hoặc là đạo tặc vũ trụ hỗn độn pháp, đem Tiêu Mộng Ly dưới thân bùn đất chôn lấy thái ất âm lôi trộm ra, nhưng ngẫm lại nguy hiểm vẫn là quá lớn, một khi dẫn nổ thái ất âm lôi, Tiêu Mộng Ly muốn lập tức bị tạc chết, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Hiện tại tốt nhất là chờ đăng thần Tô tỉnh, hướng đăng thần cầu nguyện, đem Tiêu Mộng Ly cứu ra, đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Nếu như đăng thần cũng không có biện pháp, Diệp Thần liền định trực diện Nguyên Thiên Đế, thỉnh Nguyên Thiên Đế ra tay, tóm lại không thể ngồi xem Tiêu Mộng Ly bị tạc chết. Thời gian vội vàng đi qua, rất nhanh, 4 ngày sau đó, tinh không tranh bá thi đấu tháng ngày, chính thức tiến đến. Sơn cốc bên ngoài, một tiếng kéo dài tiếng kêu to truyền đến. Sau đó dần dần đi xa. Tiêu Mộng Ly nói, Cửu Sắc Lôi Trạch xuống núi, luân hồi chi chủ, là cơ hội, người có khả năng rời đi. Diệp Thần đứng dậy, nói tốt, Tinh Hải Long Đế, Mộng Ly cô nương, các ngươi chờ ta trở lại. Nói xong, Diệp Thần từ biệt hai người, bước nhanh ra ngoài đi đến. Cẩn thận lý do, Diệp Thần vẫn là tại chính mình quanh thân, bày ra nhất trọng sương mù, miễn cho bị phát hiện. Hắn tới đến sơn cốc bên ngoài, xa xa nhìn lại, quả nhiên thấy có một luồng cửu sắc thần quang, bay thấp hướng dưới núi. Cái kia cửu sắc thần quang, rõ ràng liền là thủ hộ thần thú, cửu sắc lôi trạch tản ra hào quang, nhìn thấy cửu sắc lôi trạch xuống núi, Diệp Thần lập tức thở dài một hơi, cũng hướng sơn hạ phi đi. Nhưng bỗng nhiên, cái kia một luồng cửu sắc thần quang, dừng lại một chút, sau đó đột nhiên vòng trở lại, tốc độ nhanh như cực nhanh, thậm chí cuốn theo lấy bão táp oai. Không tốt. Diệp Thần tầm mắt co rụt lại, nhìn thấy cửu sắc lôi trạch đi mà quay lại, hắn vội vàng ẩn náu đến phụ cận một gốc lớn tùng sau cây, khí tức hoàn toàn thu lại, quanh thân sương mù che lấp. Nơi đây sơn cốc chỗ tinh không thần sơn chỗ hẻo lánh, cách xa mặt đất có mấy ngàn trượng, sơn cao vân lượn quanh, sương mù bốc hơi, Diệp Thần gọi ra Tuyết Hiên sương mù, cùng chung quanh sương mù hòa làm một thể, hoàn toàn không phân biệt được, người khác tại trong sương mù, khí thế cũng hoàn toàn không tiết. Chỉ thấy cái kia cửu sắc thần quang, vòng trở lại, một đầu to lớn thần thú, tại thần quang bên trong hiển hiện, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Cái kia thần thú chính là Tiêu Mộng Ly nói tới cửu sắc lôi trạch, ngoại hình giống như là một đầu cự lộc, sinh ra lộc giác, quanh thân cửu sắc thần mang nở rộ, lại bao quanh từng đầu lôi điện, hai con ngươi như ngọn lửa, thoạt nhìn 10 điểm uy mãnh thần tuấn, chỗ tản ra khí thế thập phần cường đại, phảng phất có thể đạp nát thiên đế. Cái này là cửu sắc lôi trạch. Thật cường đại thần thú. Diệp Thần cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn áp bách, cửu sắc lôi trạch là sơn thần vật cưỡi, khí thế hết sức hung mãnh, bình thường thiên đế đều không thể đối kháng, muốn bị một cước giẫm chết. Diệp Thần không muốn mạo hiểm, khí tức đều thu lại, ẩn nấp lấy thân hình. Cửu sắc lôi trạch tầm mắt sắc bén, nhìn khắp bốn phía, nỉ non nói, mới vừa ta rõ ràng cảm ứng được một tia dị dạng khí tức, chẳng lẽ là ta ảo giác? Thôi. Hẳn là cũng không có người nào dám tới nơi đây, ta vẫn là xuống núi xem náo nhiệt đi. Nói xong, cửu sắc lôi trạch thân thể thoáng qua, hóa thành một vệt cửu sắc thần quang, như lưu tinh hướng sơn hạ phi vút đi. Diệp Thần nhìn thấy cửu sắc lôi trạch đi xa, thở dài một hơi, theo lớn tùng sau cây ra tới, nói, may mắn không có bị xúc sinh này phát hiện. Hắn lấy lại bình tĩnh, cũng chuẩn bị xuống núi. Ngươi nói ai là xúc sinh? Bỗng nhiên. Một đạo như sấm gầm thét, theo Diệp Thần sau lưng nổ vang. Diệp Thần nhìn lại, liền thấy sau lưng không gian xé rách, theo cái kia xé rách không gian bên trong, bước ra một đầu cao lớn hung mãnh cự lộc, chính là cửu sắc lôi trạch. Ngươi! Diệp Thần nhìn thấy cửu sắc lôi trạch thân ảnh, cực kỳ chấn động, lúc này mới tỉnh giấc chính mình trúng kế, vừa mới cửu sắc lôi trạch giả bộ xuống núi,
trên thực tế là giấu ở phụ cận không gian bên trong, chờ hắn sau khi ra ngoài, mới hiện thân ra tới. Oanh! Cửu sắc lôi trạch vung lên chân trước, một cỗ mạnh mẽ bá đạo khí kình, cuốn theo lấy kinh thiên bão táp, hung hăng hướng về Diệp Thần bạo sát tới. Hung mãnh như vậy công kích, đủ để trong nháy mắt oanh sát thần vương. Diệp Thần sắc mặt đại biến, không dám đối kháng, gấp vội rút thân bay ngược, tránh qua, tránh né cửu sắc lôi trạch kinh thiên nhất kích, lưng đã rịn ra mồ hôi lạnh. Ha ha, nguyên lai đúng là luân hồi chi chủ. Cửu sắc lôi trạch tầm mắt như điện, nhìn chằm chằm Diệp Thần, đã nhận ra thân phận của Diệp Thần. Ngươi lúc nào thì buông xuống, ta lại mảy may cũng không có phát hiện, luân hồi thủ đoạn, thật đúng là quỷ dị a. Cửu sắc lôi trạch thanh âm mang theo vô cùng e dè chi ý, nó trước đây hoàn toàn không có phát hiện Diệp Thần chỗ, Diệp Thần đến đây lúc nào, nó cũng hoàn toàn không biết. Lúc này bắt thiên cơ, nó mơ hồ cảm giác được, Diệp Thần đã cùng Tiêu Mộng Ly nói chuyện với nhau qua, thậm chí muốn cứu người. Nó trấn thủ sơn cốc, Diệp Thần lại giấu giếm được con mắt của nó tiến vào bên trong, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, có thể không thể để ngươi sống nữa, ngươi quá kinh khủng. Cửu sắc lôi trạch trong đôi mắt lóe lên sát khí, nó không biết Diệp Thần là thế nào tiến vào sơn cốc, nó chỉ biết là Diệp Thần vô cùng nguy hiểm, muốn tiếp tục nhường Diệp Thần sống sót, hậu hoạn vô tận, thậm chí sẽ ảnh hưởng sơn thần kế hoạch. Gió lớn lôi bạo, diệt cho ta. Cửu sắc lôi trạch ngẩng đầu hấp khí, rậm rạp hư không, vô tận bát hoang, cuồn cuộn lôi đình tinh khí, tại nó trên miệng hội tụ thành một quả to lớn quả cầu sét, rung động ầm ầm, lại có hay không tận dòng điện lốp bốp nổ đùng. Oanh! Tiếp theo sát, viên này to lớn quả cầu sét, liền hung hăng hướng về Diệp Thần đánh giết tới. Diệp Thần đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân lông tơ đều bởi vì lôi điện kích thích, toàn bộ dựng thẳng dâng lên. Hắn thật sâu thấy viên này quả cầu sét đáng sợ, nếu là lọt vào nổ tung trùng kích, hắn chỉ sợ tại chỗ liền muốn bỏ mình. Thanh Long thần giáp, cho ta ngăn trở. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần vội vàng gọi ra Thanh Long mảnh vỡ, hóa thành một bộ chiến giáp, một mực bao trùm toàn thân mình, chiến giáp bên trên Thanh Long vần quanh, thoạt nhìn 10 điểm mỹ lệ. Oanh! Cửu sắc lôi trạch bắn ra quả cầu sét, đột nhiên nổ tung, mạnh mẽ bão táp đại bạo, vỡ nát không gian. Đem chung quanh núi đá từng khối nổ thành đập tan, mây mù cuồn cuộn. Diệp Thần gặp nổ tung trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, tại Thanh Long thần giáp thủ hộ dưới, hắn cũng không có bị tạc chết, nhưng nổ tung mang tới to lớn trùng kích, khiến cho hắn thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực trực hướng dưới núi rơi xuống. Lúc này, Tinh Không Thần Sơn sơn môn quảng trường bên trên, đầu người tuôn ra tuôn, răng đèn kết hoa, chiêng trống tiếng động vang trời, pháo mừng tề minh. Tràng diện tương đương náo nhiệt. Tinh không tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, hết thảy tuyển thủ dự thi, đều đã đến đông đủ, đang tụ tập tại cùng một chỗ, bàn luận xôn xao. Luân hồi chi chủ làm sao còn chưa tới? Nghe nói hắn đắc tội sơn thần, lại không chịu nhận lầm, đang bị phong tỏa tại vạn tinh hải bên trong. Hắn bị phong tỏa lại không ra được, đây chẳng phải là hôm nay tinh không tranh bá thi đấu, hắn không thể tới tham gia. Đoán chừng là dạng này, ha ha, vậy cũng tốt cực kỳ, cái tên này quá kinh khủng, nếu là hắn tới dự thi, tuyệt đối là muốn quấy một cái long trời lở đất. Rất nhiều tuyển thủ dự thi thấp giọng trò chuyện với nhau, đều đang nghị luận Diệp Thần. Tinh không tranh bá thi đấu sắp chính thức bắt đầu, Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, còn không có xuất hiện, tự nhiên dẫn phát vô số người suy đoán. Nếu là còn không tới, cái kia Diệp Thần sẽ cùng vứt bỏ so tài, rất nhiều tuyển thủ dự thi. Cũng có thể thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tại quảng trường bốn màn phía, là từng dãy thính phòng vị. Lúc này ở những người xem kia trên tiệc, không không lúc nào không rất nhiều thế lực cao cấp đại nhân vật, đều đã đến đông đủ. Tinh không tranh bá thi đấu cử hành trong lúc đó, các phương đạt thành ăn ý, tạm thời buông xuống ân oán. Cho nên tại trên khán đài, có thể thấy rất nhiều thế bất lưỡng lập đại nhân vật, đều ngồi cùng một chỗ. Luân hồi trận doanh bên trong, Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Thần Độ Uyển Nhi, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỷ Tư Thanh các loại, đều đã đến. Tại luân hồi trận doanh ghế bên cạnh, an vị lấy Thiên Khư Thần Điện người, Thiên Khư Thần Điện điện chủ Vũ Hoàng Cổ Đế, lớn Chu gia tộc gia chủ Chu Mục Thần, Hùng Bá gia tộc gia chủ Hùng Phách Thiên, ba đại cự đầu đều đến. Cổ Tinh Môn bên này, Cốt Thiên Đế, Rắn Thiên Đế, Kính Thiên Đế, Ban Thiên Đế toàn bộ có mặt. Tràng diện phi thường lớn.
còn có Hồng Quân trận doanh cùng Tử Thần giáo đoàn trận doanh, Hồng Quân lão tổ cùng Thiên Khải Chí Tôn ngồi cùng một chỗ, lúc này Hồng Quân lão tổ đã sắp đột phá cửu phẩm thiên đế hạn chế, bước vào siêu phẩm thiên đế hàng ngũ, toàn thân kim quang phù văn vần quanh, muôn hình vạn trạng. So sánh cùng nhau, Thiên Khải Chí Tôn khí tức liền suy yếu nhiều, đã ngã ra đỉnh cấp thiên đế hàng ngũ. Ngoài ra còn có Đạo Tông trận doanh, Đạo Tông đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ, tự mình dẫn Đạo Tông bát tổ, hoa tổ, hoang lão, phù tổ, binh tổ, quần tinh đạo tổ chờ đại nhân vật, còn có thẩm phán chi chủ Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đao kiếm nhị sứ bá đao thương lôi cùng kiếm tử Tiên Trần, ngồi tại chỗ khách quý ngồi, khí thế khoáng đạt, phô trương hạo đại. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ, chính là người tổ chức một trong. Khác một tổ chức người, liền là Chân Lý Sẽ. Tinh không tranh bá thi đấu, liền là Đạo Tông cùng Chân Lý Sẽ liên hợp tổ chức tranh tài, người thắng có khả năng chấp trưởng tinh không thần sơn, cũng trưởng khống tinh không thần trì, có thể đem linh hồn ký thác đến tinh không bên trong thần trì, vĩnh hằng bất tử. Đại chủ tể tổ chức trận đấu này, vốn là muốn cho Diệp Thần một trận tạo hóa, cũng là nghĩ khảo nghiệm một thoáng Diệp Thần thực lực cùng năng lực. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Diệp Thần đều không có ra sân. Đạo Tông không ít nhân vật cao tầng, giống như là Hoang Lão cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cũng cau mày lên, chỉ sợ Diệp Thần bỏ lỡ tranh tài thời gian. Đại chủ tể Thương Thiên Bạch Vũ, thì là khí định thần nhàn ngồi, một mặt lạnh nhạt, cũng không có cái gì lo lắng. Chân Lý Sẽ bên này, rất nhiều nhân vật cao tầng, ngồi ngay ngắn ở đầu bắc một chỗ trên đài cao, bọn hắn là lần này tinh không tranh bá thi đấu thực tế chủ trì, do bọn hắn phụ trách chủ trì tranh tài quá trình. Trên đài cao, ở giữa mang người đang ngồi vật, chính là trước mấy ngày vừa mới xuất quan Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế tướng mạo, tựa như là già nua sau Diệp Thần, trầm ổn cẩn thận, toàn thân thánh quang vần quanh, khí tượng so với dĩ vãng rộng rãi rất nhiều, bày biện ra một cỗ siêu thoát ý vị, phảng phất đã vượt ra thiên đạo hạn chế, vô pháp vô thiên, vô địch tại thế, dậy người không dám ngước mắt. Sau lưng Nguyên Thiên Đế, ngồi Chân Lý Sẽ tứ đại trưởng lão, Thiên Địa Vô Cực, chính là Thiên Ung Hoàng, Địa Phủ Tà Quân, Vô Trụ Tôn Giả, Cực Vũ Đại Đế bốn người. Bên cạnh đài cao bên trên, thì là Chân Lý Sẽ các đại hộ pháp cường giả. Lần này tinh không tranh bá thi đấu, Chân Lý Sẽ cũng không ít tinh nhuệ đệ tử tham dự, bởi vì chân lý trong hội bộ, phân tranh ý kiến cực lớn, có rất nhiều người đều không muốn đem tinh không thần sơn nhường ra đi, bọn hắn mong muốn chính mình bắt lại quán quân, dạng này có khả năng tiếp tục chiếm cứ tinh không thần sơn, không cần di chuyển đi Mỹ Thần lãnh địa. Nguyên Thiên Đế tầm mắt thâm thúy, dưới tay hắn người đối với hắn rất nhiều phản đối, nhưng theo hắn thâm thúy con mắt, cũng nhìn không ra hắn là tâm tình gì. Bây giờ tràng diện này, có thể nói là vô cùng hạo đại, toàn bộ không không lúc nào không đỉnh cấp thế lực, ngoại trừ Sửu Thần tộc cùng Hắc Ám Hồn tộc không có tới, còn có một số ẩn thế thế lực không có có mặt bên ngoài, cơ hồ là đến đông đủ. Bởi vì tinh không tranh bá thi đấu, ban thưởng 10 điểm phong phú, do Chân Lý Sẽ liên thủ với Đạo Tông cung cấp, trung cực phần thưởng là cả tòa tinh không thần sơn, đây chính là Chân Lý Sẽ trước kia tổng bộ chỗ, chiếm cứ nơi này, không nói những cái khác, ánh sáng là Chân Lý Sẽ vạn thế kỷ nguyên đến nay, tích lũy linh khí tín ngưỡng năng lượng, liền đầy đủ để cho người ta hưởng thụ ngàn vạn năm. Là cá nhân đều biết, Đại Chủ Tể cùng Nguyên Thiên Đế, nghĩ hợp lại đến đỡ Diệp Thần, muốn đem tinh không thần sơn đưa cho hắn. Nhưng lớn như vậy cơ duyên, là không thể tặng không, bằng không một điểm ma luyện cũng không có, không có người có khả năng lăng không tiếp nhận lớn như vậy cơ duyên. Cho nên, Đại Chủ Tể cùng Nguyên Thiên Đế, mở tinh không tranh bá thi đấu, chính là muốn dẫn vào các phương cạnh tranh, khảo nghiệm Diệp Thần. Nhưng mà cho tới bây giờ, Diệp Thần đều chưa từng xuất hiện, làm cho toàn trường người đều đang thì thầm nói chuyện, rối loạn tưng bừng. Nguyên Thiên Đế tầm mắt chớp động, ngóng nhìn hướng luân hồi trận doanh, hướng Nhậm Phi Phàm nói, Nhậm huynh, tranh tài chỉ còn lại có nửa canh giờ liền muốn chính thức bắt đầu, luân hồi chi chủ còn chưa tới, các ngươi đây là ý gì? Nguyên Thiên Đế tiếng nói vừa ra về sau, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Nhậm Phi Phàm. Luân hồi trận doanh bên trong, Phật Tổ, Thần Độ Uyển Nhi, Tôn Di, Kỳ Tư, Diệp Tà Thần đám người, cũng là ngưng mắt nhìn về phía Nhậm Phi Phàm. Bọn hắn kỳ thật cũng lo lắng, lúc nghe Diệp Thần bị nhốt tại Vạn Tinh Hải về sau, Phật Tổ cùng Diệp Tà Thần từng đề nghị đi cứu người, nhưng Nhậm Phi Phàm lại lù lù bất động, từ đầu đến cuối không có xuất động.
Lúc này nghe được Nguyên Thiên Đế đặt câu hỏi, Nhậm Phi Phàm vẫn là bình tĩnh bộ dáng, nói. Nguyên Thiên Đế, người yên tâm. Người của ta, nhất định sẽ đến đúng giờ. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, chỉ nghe oanh long long nổ vang, một cái như đạn pháo thiên thạch đồ vật, hung hăng từ trên trời giáng xuống, hướng về quảng trường bạo nện xuống tới. Cái kia vậy mà là một người. Trong sân rộng chúng người thất kinh, gấp vội rút thân tránh lui. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, người kia hung hăng nện ở quảng trường bên trên, trực tiếp đem quảng trường ném ra một cái hố sâu, giống như mạng nhện vết nứt răng rắc lan tràn, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn bắn tung tóe. Người kia toàn thân bao trùm tại một bộ chiến giáp bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, chiến giáp bên trên vần quanh thanh long khí tượng, có chút hùng vĩ, tại theo trên trời hung hăng đập xuống về sau, to lớn lực trùng kích, làm cho cái kia chiến giáp nứt ra. Theo nứt ra chiến giáp bên trong, giấy rụa leo ra ngoài một người, đầy bụi đất ho khan, chậm rãi đứng dậy, chính là Diệp Thần. Luân hồi chi chủ. Toàn trường người hoảng hốt, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, chỉ cho là mình thân trong mộng. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thần sẽ từ trên trời giáng xuống, giống một khỏa thiên thạch giáng xuống. Xem Diệp Thần đập xuống phương hướng, hắn vừa mới tựa hồ liền là tại Tinh Không Thần Sơn phía trên. Nhìn thấy Diệp Thần đến, Nhậm Phi Phàm khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, hướng Nguyên Thiên Đế nói, người của ta, tới. Diệp Thần đứng vững bước chân, chỉ cảm thấy đầu ong ong, vẫn có chút trời đất quay cuồng bộ dáng. Vừa mới hắn gặp cửu sắc lôi trạch gió lớn lôi bạo công kích, mặc dù kịp thời mở ra thanh long thần giáp hộ thể, ngăn trở một kích chí mạng, nhưng mở ra thanh long thần giáp, đối với hắn linh khí tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn cơ hồ bị trong nháy mắt rút sạch, lúc này hết sức yếu ớt. Mà lại, từ trên cao rơi xuống đất mang tới to lớn trùng kích, cũng làm cho đến Diệp Thần hoa mắt chóng mặt, cảm giác toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được từng trương mặt mũi quen thuộc, Nguyên Thiên Đế, Nhậm Phi Phàm, Vũ Hoàng Cổ Đế, Chu Mục Thần, Đại Chủ Tể, còn có quảng trường bốn phía, Thiên Nữ, Ma Phi Thiên, Chu Võ Hoàng, Lạc Hạc Hiên đám người, chỉ cảm thấy mỗi một bóng người đều đang lắc lư. Xoạt xoạt xoạt. Luân hồi trận doanh bên trong, Tôn Di, Kỳ Tư Thanh, Ngụy Dĩnh, Hạ Nhược Tuyết chư nữ, bay ra, vội vàng đỡ lấy Diệp Thần. Một màn này, nhưng không ít người người nhìn đều đỏ mắt. Luân hồi chi chủ, người có thể tính đến. Nguyên Thiên Đế mở miệng, tầm mắt chớp động lên tinh mang, nhìn chăm chú Diệp Thần. Diệp Thần nhếch miệng cười cười, nói, may mắn không tính quá muộn. Oanh long long. Lúc này, trên trời bão táp nổ đùng. Có cửu sắc thần quang mãnh liệt, chỉ thấy đầu kia cửu sắc lôi trạch mang theo cuồn cuộn thiên uy hàng lâm xuống, căm tức nhìn Diệp Thần, quát, luân hồi chi chủ, để mạng lại. Cửu sắc lôi trạch cuồng sông, lộc giác thần hy sục sôi, mãnh liệt hướng về Diệp Thần đánh tới. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Thiên Đế nhướng mày, đang muốn ra tay ngăn cản, chợt thấy kiếm quang lóe lên, cửu sắc lôi trạch hai cây lộc giác bị thật chỉnh tề cắt gãy xuống. Lộc giác bị chặt đứt, cửu sắc lôi trạch nhọn tiếng kêu thảm thiết, thân thể run rẩy, quấy phong vân. Chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, không biết lúc nào, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, chính là Nhậm Phi Phàm, trong tay đang nắm lấy một thanh kiếm. Hắn vừa mới tiện tay nhất kiếm, càng đem cửu sắc lôi trạch một đôi lộc giác, đều cho cắt gãy xuống. Nhậm huynh, làm sao đến mức này? Nguyên Thiên Đế thấy thế, lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nhậm Phi Phàm ra tay nhanh như vậy. Cửu sắc lôi trạch có thể là sơn thần vật cưới, cũng là Tinh Không Thần Sơn thủ hộ thần thú, gặp trọng thương như thế, hắn không tốt hướng sơn thần giao phó. Nhậm Phi Phàm, người dám đả thương ta. Cửu sắc lôi trạch chấn nộ gào thét, toàn thân bão táp nổ tung, vô cùng phẫn nộ, liền muốn lần nữa lao ra. Nhậm Phi Phàm nói, người dám tiến lên nữa một bước thử một chút. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo uy nghiêm. Cửu sắc lôi trạch thân thể chấn động, lập tức cứng đờ trên mặt đất, không còn dám tiến lên nửa bước. Lôi trạch, lui ra đi. Đúng lúc này, một đạo sâu lắng thanh âm vang lên, chỉ thấy tại chân lý sẽ trận doanh chỗ trên đài cao, hư không âm phong cuồn cuộn, mây đen răng kín, một cái ông lão mặc áo bào xám, chậm rãi hàng lâm xuống, rơi xuống Nguyên Thiên Đế trước mặt. Là Sơn Thần. Toàn trường vô số người hét lên kinh ngạc, lùi ra phía sau một bước. Cái kia hôi bào lão giả, thân hình có ba trượng cao,
nguy nga to lớn, cả người lượn quanh ma khí sương mù, thân thể giống như là như núi cao thực thể, lại giống như là linh hồn phiếu miểu, như thật như ảo, khiến cho người nhìn không thấu hư thực. Khí tức của hắn, cùng toàn bộ tinh không thần sơn, đều hoàn mỹ dung hợp một thể, phảng phất hắn liền là tinh không thần sơn bản thân, thậm chí cùng sơn thần giới địa mạch, cũng là hoàn mỹ dung hợp. Chỉ cần con mắt không mù, đều có thể trong nháy mắt đánh giá ra, cái này hôi bào lão giả, chính là trong truyền thuyết, mở ra sơn thần giới vĩ đại tồn tại, thời đại viễn cổ cường giả, truyền thuyết cả đời đều tại ngắm nhìn bầu trời thần linh, triều thiên sơn thần. Cái gọi là tinh không thần sơn, bất quá là triều thiên sơn thần thân thể biến thành. Hắn từng ngã xuống, sau này lại phục hồi, là sơn thần giới trật tự biểu tượng. Nguyên thiên đế chi phối lấy sơn thần giới sát phạt phong mang, mà sơn thần, thì chi phối lấy trật tự. Duy trì nội bộ bất loạn, không nhận hắc ám hồn tộc công kích. Diệp thần nhìn xem cái kia hôi bào lão giả, tầm mắt kịch liệt co vào, thầm nghĩ, hắn liền là sơn thần. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, sơn thần uy áp, thậm chí so nguyên thiên đế còn mãnh liệt hơn, bởi vì cả tòa tinh không thần sơn, toàn bộ sơn thần giới, thiên đạo địa mạch trật tự pháp tắc, đều do sơn thần trưởng khống. Ai dám chống lại sơn thần, sẽ cùng là chống lại thiên đạo cùng đại địa, cái kia cỗ áp lực, có thể nghĩ. Diệp thần hiện tại xem như biết, hắn mạo phạm đắc tội nhân vật, khủng bố cỡ nào. Bất quá, Diệp thần dám nghĩ dám làm, sự tình như là đã làm, hắn tuyệt sẽ không hối hận, trong lòng của hắn lóe lên muôn vàn suy nghĩ, tính toán như thế nào cùng sơn thần chống lại. Sơn thần đại nhân, cửu sắc lôi trạch thân thể run rẩy. Ánh mắt mang theo kính úy ngước nhìn sơn thần, luân hồi chi chủ tiểu tử này, hắn. Sơn thần đạo, ta đều biết, ngươi lui ra. Cửu sắc lôi chạy yên lặng một thoáng, nói, đúng. Quay người lui xuống. Sơn thần ánh mắt nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, mỉm cười, nói, Nhậm đạo hữu, ta cái này nai con, không có hủ đến ngươi đi. Nhậm Phi Phàm thu kiếm, chậm rãi nói, ta không cẩn thận cắt đứt nó lộc giác, cũng hy vọng sẽ không hủ đến nó. Sơn thần cười nói, xuất sinh kia không biết trời cao đất rộng, lại dám mạo phạm Nhậm đạo hữu, chết không có gì đáng tiếc, Nhậm đạo hữu chịu bảo tồn nó tính mệnh, xem như vận khí của nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 537.